Tối hôm qua thì mới suy nghĩ, thì không biết kỳ này xuống thăm đại chúng sẽ chia sẻ với quý vị cái gì. Thì gần đây thì đọc lại lịch sử đó, thì mới thấy có một số các vị danh nhân của Phật giáo Việt Nam sanh năm Dần. Thì trong đó thí dụ như là Ngài Quảng Nghiêm, Ngài Tịnh Lực, Ngài Trường Nguyên, Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài Tam Tổ Huyền Quang. Và đặc biệt là trong đó có một ông vua Việt Nam đời Trần, đó là vua Trần Thái Tông. Ngài Trần Thái Tông sinh năm Mậu Dần. Thì nơi năm nay là năm Dần, thì mình sẽ xin được nói về một vị danh nhân của Phật giáo Việt Nam. Vị này tuổi Mậu Dần. Thì Pháp Hòa xin nói lược tiểu sử của Ngài, rồi sau đó mình học một bài của Ngài viết để Ngài khuyến tấn mình. Thật ra những bài Ngài viết nhiều lắm. Hôm nay Pháp Hòa chỉ trích một bài thôi để chia sẻ với đại chúng. Thì như đại chúng biết là mỗi năm Pháp Hòa thường nói với đại chúng là mình kiểm điểm lại trong một năm qua mình đã sống như thế nào, mình đã tu học như thế nào, và nhất là mình phải có thì giờ mình nhìn lại cái tâm của mình một năm qua nó thanh tịnh nhiều không hay là nó nhảy nhót nhiều, một năm qua đời sống trong gia đình mình nó yên ấm hơn không hay là nó không có được yên ấm lắm. Mà nhìn lại thì những cái không yên ấm là cũng do mình tâm không có yên. Thường thường là cảnh thì nó đi theo tâm. Tâm mình yên thì tự nhiên trong nhà mình nó cũng yên. Tâm mình nó bất an thì trong nhà mình nó cũng nhảy nhót theo. Vì vậy cho nên là mình kiểm lại. Thì khi mà mình học cái bài này thì như là một lời sắp tấn của một vị vua mà chúng ta thường gọi là một ông vua thiền sư. Ngài là một vị vua ở trên ngai vàng, ban ngày thì trị dân và coi như điều đình việc nước, ban đêm dùng thời gian còn lại để đọc sách, nghiên cứu, viết lách, tu hành. Thì coi như là một vị vua biết bao nhiêu việc mà vẫn có thời giờ tu. Mà nếu mà mình mà nói là bận quá không có tu được thì coi như mình dở hơn vua. Mình là cũng vua mà vua cỏ thôi mà mình còn than van mình không có thì giờ tu thì nó uổng lắm. Thì quý vị biết là vua Trần Thái Tông, tên thật của ngài là Trần Cảnh. Ngài là con của một nhà ngư dân, tức là người đánh cá thôi, nhưng mà bởi vì có công góp sức cho đời cho nhà Lý để mà dẹp loạn, cho nên rồi nhà gia đình họ Trần từ từ có những cái thế lực, có những cái quyền chức ở trong đời Trần. Thì cha của ngài là vua ông Trần Thừa, ngài tên là Trần Cảnh. Khi mà lên 8 tuổi thì vua nhà Lý không có con trai, chỉ có người con gái tên là Lý Chiêu Hoàng. Thì 8 tuổi ngài đã lên ngôi là bởi vì khi đám cưới thì công chúa thì không có thể làm vua, cho nên mới nhường ngôi lại cho chồng. Cho nên ngài ông Trần Cảnh, tức là ngài Trần Thái Tông á, làm vua lúc mới có 8 tuổi thôi. Thì đến năm 19 tuổi thì mình sẽ hỏi rằng trong thời gian làm vua, ai là người giúp cho ông vua nhỏ điều đình việc nước? Thường thường quý vị coi phim Tàu hay là sách xưa mình cũng thấy các vị vua mà lên ngôi lúc còn nhỏ thì phải có một cái người đó cận thần một bên, phải không, để mà điều đình giúp cho vua lo việc nước. Thì người đó là chú ruột của ngài, là ông Trần Thủ Độ. Thì lúc đó Trần Thủ Độ mới thấy rằng
Đã 19 tuổi rồi mà vẫn không có con. Ông sợ một khi mà mai mốt đây rồi làm sao mà có thể có người tiếp tục kế thừa. Cho nên ông mới ép vua Trần Thái Tông lấy chị dâu của mình, tức là vợ của người anh ruột. Bởi vì lúc đó vợ của người anh đang có mang. Mà cái cô đó đó, cái cô đó đó là Thuận Thiên đó, là chị ruột của vợ mình, tức là hai chị em lấy hai anh em. Nhưng mà người chị dâu á, tức là ông anh á, lúc đó đang có mang, cho nên ông chú của mình á là muốn có người kế thừa, cho nên ép Trần Thái Tông phải lấy chị dâu của mình làm vợ. Lúc đó là bị ép bỏ người yêu để mà lấy người chị dâu của mình, mà người chị dâu đó là vợ của người anh ruột. Ông Trần, tức người anh tên là Trần Liễu, ngài tên là Trần Cảnh. Thì khi đó đó không có thể nào mà chống lại được cái uy quyền của người chú là ông Trần Thủ Độ. Cho nên ngài mới chấp nhận. Thì lúc đó làm cho ông Trần Liễu nổi giận và nổi loạn ở một cái những cái năm sau này, tức là khoảng chừng năm 1236, năm đó là năm Bính Thân. Thì khi mà nổi loạn như vậy, nhưng mà ông Trần Cảnh cũng cảm thông, là bởi vì tự nhiên vợ của anh mình bị ông chú ép làm vợ mình, thì người ta nổi loạn là đúng thôi. Cho nên ông Trần Thái Tông á, chẳng những là một vị vua có trí tuệ mà có tấm lòng rất là khoan dung. Khi mà hai anh em đấu với nhau và trước cái mũi kiếm của ông Trần Thủ Độ, hai anh em ôm nhau khóc, và Trần Thái Tông đã tha cho anh thay vì giết anh, nhưng mà ngài Trần Thái Tông không có giết mà tha. Vì vậy mà sau này á, người ta có một cái bài thơ để người ta ca ngợi, người ta ca ngợi vua Trần Thái Tông. Người ta so sánh giữa Trần Thái Tông với Đường Thái Tông. Ở bên Trung Hoa có một ông vua thời Đường, đó là ông Lý Thế Dân. Mà khi Lý Thế Dân lên ngôi á, cũng lấy cái miếu hiệu là Thái Tông, Đường Thái Tông. Thì ở bên Việt Nam ta, vua Trần lấy hiệu là Trần Thái Tông. Thì cái bài kệ, bài thơ đó tán thán vua Trần Thái Tông như thế này: Đường Việt khai cơ Lưỡng Thái Tông, đường xưng Trinh Quán Ngã Nguyên Phong, kiến thành Chu Tử Yên Sinh Tại, miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng. Tức là thời Đường, Đường á, nước Đường, nước Việt khai cơ mở quốc mở nước có hai ông Thái Tông, Trần Thái Tông và Đường Thái Tông. Đường Việt khai cơ Lưỡng Thái Tông. Bên Đường á thì xưng là Trinh Quán, tại ngày xưa mỗi ông vua mà lên á là phải đặt cho cái niên đại, niên hiệu của mình, cái thời đại của mình là đời gì đó. Cho nên là bên Đường thì xưng là Trinh Quán, bên Việt Nam ta vua Trần Thái Tông gọi là Nguyên Phong. Đường xưng Trinh Quán Ngã Nguyên Phong. Nhưng mà khi mà ông em của Lý Thế Dân á mà nổi loạn á thì ông giết. Cho nên là kiến thành Chu Tử, nhưng mà yên sinh tại, yên sinh tức là an sinh, mà an sinh là ông Trần Liễu, lại được tha. Hai ông vua khác thấy không? Mình mới thấy rõ một điều là hai ông này có một cái đồng là cùng xưng là Thái Tông, nhưng mà cái đức nó khác. Một người thì đức độ khoan dung, một người thì coi như là nổi loạn là diệt,
miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng. Đó là cái bài thơ người ta khen ngài Trần Thái Tông. Thì khi mà bị ép như vậy, ngài rất là buồn. Thì một hôm ngài mới đi với vài người, nói là đi dò xét dân tình. Nhưng mà đi được một đoạn thì ngài mới bảo với các người là cái ý chí của ngài là muốn đi lên núi để mà ngài tu. Thì khi đi lên núi Yên Tử thì lúc đó gặp một thiền sư đang là quỷ quốc sư. Thì quỷ quốc sư này gặp mới hỏi vua, nói rằng lão tăng ở nơi hoang dã, xương cứng, mặt gầy, ăn rau răm, nhai trái dẻ, uống nước suối, lòng nhẹ như mây, cho nên nó mới thổi tới cái núi này. Còn bệ hạ là người ở trên chính bệ mà còn tìm đến đây chắc phải có việc gì. Thì lúc đó vua Trần Thái Tông nghe như vậy ứa nước mắt, mà nói với quốc sư Trúc Lâm rằng: trẫm lên ngôi khi còn trẻ, cha mẹ mất sớm, không người thân, bên cạnh không có những người để mà trẫm chia sẻ, đau khổ quá, trẫm muốn lên đây để mà cầu làm Phật, tìm Phật, lên đây để tìm Phật. Thì lúc đó ngài Trúc Lâm mới nói: ở trên núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm. Có phải không? Khi mà ngài lên gặp quốc sư nói vậy đó, nói là con muốn lên đây để mà tìm Phật, khổ quá mà muốn lên đây tìm Phật. Có không? Có khi nào mình khổ quá mình lên chùa muốn tìm Phật không? Mình mới nói ở trong chùa không có Phật. Sao không có được? Ở trong chùa có tượng Phật. Nhưng mà mình không có Phật tâm đó, thì nó không có match. Cho nên ở trong núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm. Cho nên mình mà muốn tu á, mình muốn vô chùa mình hạnh phúc á, là mình phải có tâm Phật. Mình vô chùa mình mới hạnh phúc được. Còn nếu mình không có tâm Phật mà mình đi vô chùa đó, cho dù chùa có giảng kinh thuyết pháp bao nhiêu đi nữa, mình nghe nó cũng không thấm. Tại vì mình đâu có tới bằng tâm Phật. Mình tới bằng cái tâm gì nó khác hơn cái tâm bình thường đó. Thấy không? Cái tâm mà mình đi tìm cái gì đó thì không được đâu. Cho nên cái người mà đến chùa bằng cái tâm Phật á, là không giận, mà lỡ có ai nói gì chỉ buồn thôi rồi bỏ. Vì sao? Vì mình thấy rõ mình đến để làm gì. Đến để giận, đến để hờn, hay đến để thanh tịnh, hay đến để tu tập, hay đến để tạo công đức. Còn mình đến bằng cái tâm khác không được. Lặn lội leo lên núi để tìm Phật, ngài mới dạy núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm. Nếu mình mà có Phật, mình lên núi mình sẽ gặp Phật. Mình có tâm Phật, mình vô chùa mình sẽ gặp Phật. Cho nên khi mà gặp quốc sư thì quốc sư dạy như vậy. Ngày hôm sau Trần Thủ Độ kéo quân lên tới, biểu phải về. Nói không, trẫm chán lắm rồi, trẫm không muốn ở nữa. Thì năn nỉ hoài cũng được. Trần Thủ Độ tức, nói rồi bây giờ vua ở đâu lập triều đình ở đó. Ông mới chỉ, ông nói nè, bây giờ cái chỗ này là cấm cọc lên, ngày mai xây cung điện, xây cung này cung kia. Quốc sư Trúc Lâm nghe quán, nói Di Đà Phật, xin bệ hạ hãy trở về triều, đừng làm hư hại núi rừng của lão tăng. Lúc đó thì nghe cái lời khuyên, mấy cái lời này là ngài viết lại ở trong cái sách của ngài, mình còn giữ lại những cái lời đó. Xin bệ hạ hãy gấp về kinh, chớ để làm hại núi rừng của lão tăng. Vua phải đi về kinh.
Và ở trên ròng rã 10 năm trời ở trong triều đình. Và ngài đặc biệt á, là ngài tự học rất là nhiều. Và ngài có thể dung nạp được tam giáo. Tức là thời đó ở nước Việt ta có đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật. Và ngài có thể dung nạp được để mà ngài tu tập và ngài trị nước. Ngài sáng tác một số sách vở. Nhưng mà bây giờ đó, những cái sách đó đó bị binh lửa và coi như không còn. Và chỉ còn một cái cuốn duy nhất mà mình có thể thấy, đó là cuốn Khóa Hư Lục. Thì trong cái cuốn Khóa Hư Lục này còn lại một vài bài tựa mà ngài viết cho những sách kia, mà cái bài tựa còn sót lại rồi người ta mới gom lại. Ví dụ như là ngài chú giải Kinh Kim Cang, nhưng mà giờ quyển kinh chú giải của ngài không còn. Rồi ngài viết Thiền Tông Chỉ Nam, mà Thiền Tông Chỉ Nam cũng không còn, chỉ còn bài tựa thôi. Thì hôm nay á, mình sau này ngài nhường ngôi lại cho người con. Ngài ở trong cung làm Thái Thượng Hoàng. Rồi ngài thường xuyên mời các vị cao đức thời đó đến cung để mà đàm luận Phật Pháp. Và ngài tịch năm ngài 60 tuổi. Tức là ngài sinh năm 1218, mất 1277. Thì như vậy, hôm nay Pháp Hòa có thưa với đại chúng là bởi vì năm nay mình năm Dần, thì ngài Trần Thái Tông sanh năm Mậu Dần. Thì trong những vị mà nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam ta còn vài vị nữa, nhưng hôm nay mình chỉ nói một vị thôi. Thì sẵn mình trích một cái bài khuyến tấn của ngài, đó là ngài viết về sự phát tâm Bồ Đề. Mình đã học rất nhiều lần, tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm Bồ Đề là tâm thương yêu, tâm Bồ Đề là tâm sáng suốt. Mình làm bất cứ việc gì trong đạo mà mất cái tâm này thì coi như mọi việc nó không thành. Từ một cái công việc rất nhỏ như là đến chùa làm công quả, hay là phát tâm quy y, hay là đến chùa làm việc Phật sự, thậm chí quyết chí xuống tóc đi xuất gia, mà thiếu cái tâm Bồ Đề này thì cũng không thành tựu được. Vậy Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác ngộ. Mà nếu mà không có tâm giác ngộ thì làm sao làm? Thí dụ bây giờ mình nói, mình thấy chùa bị hư cái cửa, mình phát tâm mình đến sửa cái cửa đó. Cái tâm đó là tâm Bồ Đề đó. Phát tâm mà, cho nên tâm là phải phát. Tâm mà phát thì nguyện lập, tức là mình thấy cái sửa hư đấy, tôi sẽ đến sửa cửa, phát tâm. Rồi khi mình phát cái tâm rồi mình đến mình làm. Mà làm xong rồi không cần cần lấy cây ghi vô cái cửa này, Nguyễn Thị Xoài sửa cửa này vào ngày nào tháng nào đó. Rồi mai mốt lỡ người ta sơn bích cái chữ Xoài đó lên cái mình buồn. Hay mà mình để mình ta để cho Nguyễn Thị Xài cái nữa, không tôi tên Xoài. Thí dụ vậy, mà mình buồn. Thì những cái việc như vậy mà mình phải phát tâm, và không có dính như vậy thì tất cả những việc làm gì của mình đều phải từ cái phát tâm hết. Mà khi phát tâm mình hạnh phúc, mình vui vẻ. Quý vị hiểu ý vậy. Thì ở đây á, sở dĩ mà Pháp Hòa nói như lấy cái bài này là bởi vì sao? Bởi vì nhân cái dịp đầu năm, và mình muốn lấy cái bài này ra để mình cùng nhau mình học, mình nghe lại, mình học lại. Xin thưa với đại chúng là cái quyển này Pháp Hòa có đọc cho quý Phật tử ở Trúc Lâm nghe cách đây 10 năm trước, và đã cùng nhau học cái quyển này cách đây 10 năm trước. Nhưng mà thỉnh thoảng Pháp Hòa vẫn đem ra và đọc lại, bởi vì cái lời trong này nó hay lắm. Và ngài có đưa ra những cái điển tích
rất là lý thú, làm cho mình đọc mà mình thấy thích lắm. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một bài của một vị vua. Bây giờ mình sẽ đọc cái bài này. Cái bài này được dịch bằng tiếng Việt như thế này. Cái bài tên là Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề. Ở bên Trung Hoa cũng có một vị thiền sư, đó là Ngài Thật Hiền. Ngài cũng viết một bài văn khuyên phát tâm Bồ Đề, mà nó dày hơn cái này nhiều lắm. Ở đây Ngài viết một bài luận ngắn thôi, nhưng mà xúc tích mà hay lắm. Thì Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Ôi, vật quý nhất ở đời chỉ là vàng ngọc vậy. Đúng không? Vật quý ở đời là vàng ngọc. Xong, xét tới chỗ quan trọng, chỗ luyến tiếc lại không thể sánh bằng thân mạng. Ngài đưa hai cái so sánh. Vật quý ở đời, khi hỏi cái gì quý trên đời ai cũng nói vàng bạc hết á. Nhưng mà nếu mà nói cái mà đáng để cho mình luyến tiếc, đáng để cho mình trân quý, phải là gì? Phải là thân mạng. Bởi vì sao? Chút nữa Ngài sẽ nói. Ngài khỏi nói, Ngài không nói, mà mình học Phật mấy chục năm nay thì chắc thế nào mình cũng sẽ câu trả lời. Mình sẽ nói, tại thân là vô thường cho nên phải quý. Còn vàng vòng nó cũng vô thường, nhưng không mua được mạng mình. Ví như có nhà giàu sang, được người mời làm đại tướng, dùng vàng làm áo giáp hộ thân, đến lúc lâm chiến, khi gươm đao tiếp nhau, có lúc phải bỏ áo giáp, kéo gươm mà chạy. Đúng không? Nếu mình có làm một ông quan đi nữa đó, mình lấy vàng, lấy vòng, mình chế cái áo giáp mình mặc. Nhưng mà khi mà lâm trận, mà lâm nguy rồi á, thì người ta nói là sao? Bỏ của mà chạy giữ mạng, chạy lấy mạng gì đó. Việt Nam hay nói câu đó đó. Ngài mới nói như vậy. Có lúc phải bỏ áo giáp, kéo gươm mà chạy, chỉ mong bảo toàn tính mạng. Áo giáp bằng vàng kia đâu còn đói hoài đến, phải không nào? Đúng vậy. Hồi nhỏ đó, không biết năm đó mấy tuổi mà quên rồi. Pháp Hòa kể quý vị nghe, hình như Pháp Hòa có kể rồi đó. Pháp Hòa đâu có biết đi cầu khỉ. Quý vị nhớ cầu khỉ ở miền Tây không? Nó chỉ là một cái cây tre thôi, rồi nó bắt xéo xéo vậy nè. Trời ơi, hồi nhỏ là Hòa sợ cái cầu đó lắm, không biết đi. Cái nghe người ta đồn, chắc có thời đó là tàu ghe nó ế lắm, cho nên họ mới đồn là nó ở bãi cát. Có một người cùi buồn khổ quá, nhảy xuống sông tự vẫn. Có ông bà tiên hiện lên, lấy cát ở dưới đó thoa lên cái người đó hết bệnh. Trời ơi, ta nói lúc đó là thiên hạ đổ nhau mà đi ra cái sông đó mà tắm, mà lạy, mà xin cát, mà làm đủ trò hết trơn. Pháp Hòa cũng là một trong những người mê cái đó. Vui lắm. Cái bữa đó 4 giờ sáng, mà lúc đó là ai mà đi ra mấy cái đó là bị bắt á. Cái bữa đó là hẹn với nhau hết rồi mà không có dám đi chung nha. Cứ 2 giờ ra người, 3 giờ ra người, ra bến đò, bến Ninh Kiều á. Cái bữa đó Hòa nhớ là Hòa ra tới đó 4 giờ sáng, tụ xong hết rồi. Cái không biết ai đó là cái người mà đứng ở trên để coi chừng công an. Cái ta hồi nói công an là bắt đầu bỏ hết. Ta nói ai đem nhang, đem đèn, đem tiền đó, bạc gì đó là bỏ hết, nghĩa làm sao mà chạy thoát được thôi. Mà quý vị tin công an rượt tới 7 giờ sáng, rượt lên tới Bình Thủy. Thì Pháp Hòa nhớ cái bữa đó tấp vô một cái bờ sông ở trên Bình Thủy á, là nó rượt, mà lúc đó Pháp Hòa còn nhỏ lắm. Pháp Hòa nghĩ là lúc đó là bảo đảm là phải dưới 12 tuổi. Vậy mà do công an rượt đó mà Pháp Hòa biết đi cầu khỉ đó. Là tại vì lúc đó sợ quá trời quá đất rồi, nghĩa là nhắm mắt, lúc đó là thiền cao độ rồi, đại định đó. Lúc đó mình nhập đại định là định của mình, lúc đó là chỉ công an thôi. Ra là Pháp Hòa chạy một lèo là biết đi cầu khỉ. Và từ đó về sau là Pháp Hòa đi cầu khỉ ngon lành. Đó là một. Rồi qua tới đây là Pháp hồi đó mà đâu có biết đạp xa đạp.
Thế thì qua tới đây thì cái ông đi làm chung hãng với ba Pháp Hòa, ông mới cho hai chiếc xe đạp hai anh em. Em Pháp Hòa thì ngày nào đi học về nó cũng lấy xe đạp ra nó đạp, nó té lên té xuống, nó trầy tùm lum hết, nó mới biết đạp. Bữa đó nó anh hai ra em chỉ anh hai đi xe đạp. Nó dẫn Pháp Hòa lên cái dốc cái đồi thôi thổi vậy nè, nó đẩy xuống một cái. Trời ơi lúc đó mình chới giới hết trơn rồi. Mà sợ chết quá, sợ té chết, tự nhiên chọt hai cái chân vô đạp. Rồi từ đó về sau biết đi xe đạp. Cho nên là quý vị thấy là cái khi mà đến cái lúc mình lâm nguy rồi đó, là chỉ mình chỉ nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới tính mạng thôi, và tất cả cái gì mình cũng bỏ hết. Có phải không? Đó, thì Hòa kể cho quý vị nghe là hai cái chuyện Hòa thấy. Pháp Hòa có một cái cô, bây giờ cô còn sống, năm nay 86 tuổi nè. Cổ kể cái hồi năm Mậu Thân 68 là bom dội dữ lắm. Cổ thì to người, mà cổ nghe bom râm 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 râm, cổ chui một cái tọt vô trong cái giường, ở dưới cái giường cổ trốn. Vậy mà tới hồi mà xong hết trơn rồi, cổ nói ông dở giường lên cho tôi ra. Ông nói, cổ nói giờ xả cổ, giờ cổ chui ra không được. Cô nói giờ ông dở cái giường lên cho tôi ra. Cái thì ông mới nói ủa hồi nãy sao bà tọt vô được. Nó nói không biết hồi nãy tôi nghe bom dội. Khi mà cô kể vậy thì mình mới thấy rõ ràng, phải không? Khi mà lâm nguy rồi thì cái gì cũng quên hết, là vì mình thấy quý cái thân mạng của mình. Đúng như vậy. Khi mà mình đau bệnh đó, khi bình thường đó mình khinh xuất cái thân, nhưng mà khi mình bệnh á thì ai nói thuốc gì mình cũng uống hết á. Thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tàu, thuốc Tây, thuốc trong uống, ngoài tho, ngoài ngâm, trong uống gì mình làm hết, miễn sao cái thân mình khỏe thôi. Đúng như vậy. Quý vị biết là bình thường Pháp Hòa mà ở nhà mà Pháp Hòa mà cảm sơ sơ là ít có chịu uống thuốc lắm, vì không có muốn, cứ hễ mỗi chút là mỗi uống thuốc. Mà hễ sắp sửa mà đi đâu mà Phật sự như vậy đó nghe, là ngày hôm đó là dồn uống tăng. Nhưng mấy ngày nay là uống không dám bỏ đó. Tại vì mình muốn cái công việc của mình cho nó tốt đẹp. Chờ ngày ở đây ngày tâm lý. Áo giáp bằng vàng kia đâu còn đói hoài đến, liền biết cái quý trong cái quý trọng của vàng cũng không đủ so sánh với thân mạng, chính là nghĩa đó. Ngài mới nói tiếp: người đời nay không thế, lại quý vật khinh thân. Ngài mới nói rằng á, đối với vàng bạc với thân mạng thì thân phải quý, nhưng mà bây giờ hình như mình không phải vậy, mình lại quý vàng hơn quý thân. Có nhiều khi mình đi tìm một cái việc để làm rất là nguy hiểm, kiếm được một số tiền mà cái thân mạng của mình nó rất là mong manh, rất là nguy hiểm. Như hôm trước Pháp Hòa cũng nói, có một em đó, nó ra cái biển San Francisco, nó cứ lặn xuống dưới đó, nó bắt mấy cái con bào ngư sống, nó bán. Mà quý biết cái biển ở San Francisco, cái cầu Golden Gate đó, là nó lạnh khiếp lắm. Rồi bữa đó Pháp Hòa gặp nó mới nói, Pháp Hòa mới nói nè, Cái con mà bào ngư đó bán được nhiêu, nó đã bán 100 đồng con. Pháp Hòa mới nói đó, 100 đồng này cho dù em bắt một ngày 5 con, 7 con, 10 con đi nữa, nó cũng không bằng cái mạng của mình đâu. Cha mẹ nuôi mình cho tới giờ phút này là 20 mấy tuổi, biết bao nhiêu cực nhọc, tưởng sao chết gì, gì chết vì 100 đồng con bào ngư. Kỳ cục lắm, không có được. Pháp Hòa nói với nó vậy nó mới bỏ đó. Nguy hiểm lắm. Rồi Ngài mới nói nè, họ không biết thân này có 3 điều khó gặp. Bây giờ mình kiểm nha, Ngài dạy mình 3 điều khó gặp. Những gì là 3? 1. Trong vòng lục đạo duy có con người là quý. Đến khi nhắm mắt qua đời, tối tâm mờ mịt, chẳng biết chỗ đi về đâu, hoặc vào đường địa ngục, A-tu-la hay ngạ quỷ, súc sinh, chẳng được làm người. Đó là điều khó gặp thứ nhất. Ngài nói rằng trong cái vòng lục đạo, tức là cái vòng tròn 6 chỗ mà để mình đi đầu thai đó, đi tái sinh đó,
là trời Atula, là địa ngục, là người, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu cõi đó, thì mình không biết. Trong sáu cõi đó, cõi người là quý. Tại sao vậy? Bởi vì con người á, có khổ có vui, cho nên con người tu giỏi. Còn cõi cõi trời quá vui cho nên quên tu. Còn địa ngục quá khổ cho nên cũng không có thì giờ lo tu. Còn người mình à, có đau bệnh cho nên khi là hết bệnh quý. Thấy không? Có gây gỗ cho nên những lúc êm ấm lại vui. Chứ con người mình nó có này có kia cho nên con người phát cái tâm tu nhiều. Người tu tốt, người ở khoảng giữa, người tu được lắm. Cho nên trong vòng lục đạo, duy con người là quý. Bây giờ điều thứ hai, đã được làm người hoặc lại sinh vào chốn mang di. Chốn mang di tức là cái chốn mà rừng rú, tắm cùng khúc sông, ngủ cùng giường nệm, tôn ti lẫn lộn, trai gái sống chung, chẳng đụm nhân thuần, không thuần thánh hóa. Đó là điều khó gặp thứ hai. Cái này thì ngày thời ngày đó là rất là thuần phong, phải không? Mình gọi là thuần phong mỹ tục. Ngày xưa đó là người con gái là không có phải muốn đi ra đường lúc nào đi, có phải không? Thậm chí ngày xưa mà các cụ còn không cho người nữ đi học nữa. Bây giờ Pháp Hòa còn gặp quý bác á, Pháp Hòa hỏi hồi sao mà quý bác hồi nhỏ không được đi học. Quý bác mới nói cha mẹ không có cho đi học, nói con gái mà biết chữ nhiều viết thơ cho trai không có cho đi học. Ông biết cái đó, điều đó là đúng như vậy đó. Hồi xưa là ông bà nói vậy đó, phải không? Cho nên cái người nữ ngày xưa là không được đi học. Thành thử ra mà đối với ngày xưa đó, mà cái kiểu mà đi tắm biển, là đi tắm hồ, bây giờ là coi như là mất thuần phong mỹ tục. Đây nè, ngày đó là tắm cùng khúc sông. Tắm cùng khúc sông, ngủ chung giường nệm nè. Ngày xưa là không được. Thậm chí mà ngày xưa mà để cái tay hở ra là coi như là không được rồi đó. Ngày xưa là không có được ăn mặc khở hang, phải rất là kín đáo. Cho quý vị thấy cái áo tứ thân ngoài Bắc không? Mặc ăn mặc kín đáo mà thậm chí là phải che nữa, chứ không phải là cho nên ở đây hai cái đó khác à. Người nữ Á Đông mà ra đường sợ nắng phải có nón lá che, phải có dù, phải có nón lá. Mà dân ở đây á, mùa hè là đem ra phơi. Họ rất là, họ nhìn cái da của mình mà sậm sậm vậy là họ thích lắm, phải không? Mà cái da của họ nó trắng, phơi nó không đen, nó đỏ. Phải không? Nhớ hồi đó mà đi học á, mỗi một cuối tuần mà đầu thứ hai vô là mấy bà giáo Pháp Hòa bà nào cũng đỏ lói hết trơn. Là mình nhìn là biết rồi, ngày cuối tuần vừa rồi ở ngoài nắng không nguyên ngày. Thì đối với ngày xưa là như vậy là không được. Chứ ngày mới nói nè, đã được làm người hoặc lại sinh vào chốn mang di. Cho nên nếu mà ngày xưa thời của ngài mà nhìn mình giờ ở đây, chắc nói mình, ngài nói mình ở chỗ mang di. Tại vì đi tắm hồ, đi tắm biển, đi phơi nắng, ăn mặc ngắn ngủn. Thấy không? Ở đây có nhiều đứa nó mặc áo thiếu vải khủng khiếp lắm. Tôn ti lẫn lộn, trai gái sống chung. Coi như là ngày xưa ở Việt Nam mình bồ bịch hay là cái gì đó là không có được, mà ở trong, ở ngoài đường, ngoài xá mà nắm tay nắm chân mà nói năng gọi là một thách thoải mái như vậy. Cho hồi đó Pháp Hòa mới qua nó đi học mà khó chịu lắm, thấy nó trật lất hết trơn à. Mà Pháp Hòa hồi nhỏ nó có một cái khó đó, Pháp Hòa hồi nhỏ mà có cái khó là con gái mà mặc quần xà lỏn là Pháp Hòa khó chịu lắm. Hồi nhỏ là hồi từ hồi nhỏ là mình đã vậy. Con trai nó mặc cũng sao mà có nhiều khi con gái mà mặc cái quần đùi hoặc quần xà lỏn là hồi nhỏ mình rất là khó chịu. Tại vì sao? Tại vì mình lớn lên rồi mình học những cái
cái lễ giáo ở trong chùa, ở trong những cái gia đình mà người Việt Nam mình á, giống như bây giờ vậy, qua tới đây rồi mà mình vẫn dạy con cháu mình gặp người lớn là phải khoanh tay mà chào vậy, nó không có bỏ được. Mình đi tới chỗ nào cũng vậy thôi. Mà hôm nào mà một đứa nhỏ mà nó trả lời một câu ngắn ngủn, hỏi ăn chưa con, ăn rồi đó, là mình tự nhiên mình cảm thấy khó chịu. Và cái luôn luôn mình nghĩ mình muốn con cái là phải trả lời dạ ăn rồi. Hỏi thích không? Dạ thích hay là dạ không, chứ không thể nào trả lời một câu ngắn ngủn là không hay là thích. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên là coi như là trong nước Á Đông mình là có những cái mà chúng ta không thể nào chúng ta bỏ được, vì chúng ta luôn luôn là sống theo cái lề lối như vậy. Cho nên đối với Ngài là Ngài nói rằng đã được làm người lại sinh vào chốn man di, tắm cùng khúc sông, ngủ cùng giường nệm, tôn ti lẫn lộn, trai gái sống chung, chẳng độm nhân thuần, chẳng thuần thánh hóa. Đó là điều khó gặp thứ hai. Điều thứ ba nè, tuy được sinh nơi văn hóa nhưng sáu căn chẳng đủ, bốn thể không toàn, mù điếc ngọng câm, gù khom khập khệ khập khiển, miệng mũi hôi thối, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng cùng gần, chúng không thích chơi. Tuy ở chỗ văn minh cao độ nhưng khác gì loài chồn hoang vu, ngoài chốn hoang vu. Đó là điều khó gặp thứ ba. Ngài nói rằng nếu mình có sinh ở trong cái nơi văn hóa, nhưng mình kiểm lại, nếu mà mình có nhiều khi mình sanh ở một cái đất nước giàu có nhưng mà bệnh tật thân người không đầy đủ, thì bây giờ mình kiểm lại ba điều này, mình có đủ không? Mình tương đối, mình được ở sinh nơi văn hóa, có đầy đủ sáu căn, không bệnh tật, vân vân, đó là điều tốt. Thì Ngài mới, hồi nãy giờ Ngài nói cái gì? Ngài đem hai cái ra Ngài so sánh, vàng bạc và thân mạng. Và vì sao Ngài nói thân là quý? Bởi vì Ngài đưa ra ba lý do. Thứ nhất là sống ở trong vòng lục đạo, được thân người là quý. Lục đạo là nãy qua nói đó, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sống trong vòng lục đạo, được thân người là quý. Rồi nếu mình được làm người mà nếu không sanh ở những cái chỗ tốt đẹp, mà sanh ở những cái chỗ không có những cái lễ giáo là không được. Rồi được thân người mà lại sức bệnh tật hay là thiếu căn cũng không được. Cho nên bây giờ mình thấy mình tương đối. Vậy thì nãy giờ Ngài so sánh giữa vàng vòng và thân mạng, và Ngài nói thân là quý. Đó là lý do tại sao Ngài nói thân quý. Bây giờ Ngài nói tiếp. Phàm người ở đời chỉ bon chen đường danh lợi, thương tổn tinh thần, mệt nhọc thể xác, bỏ phần cao quý nơi mạng mình, theo cái đáng khinh nơi của cải. Ngài nhắc, cái này là Ngài nhắc không đó nha. Ngài nói phàm người ở đời chỉ bon chen một đường danh lợi, thương tổn tinh thần, mệt nhọc thể xác, theo cái đáng khinh nơi của cải, chẳng khác gì kẻ ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên mép. Đây là một cái câu mà ngày xưa người ta hay nói những cái người mà bỏ cái gì. Có nhiều khi á, mình thấy cái lợi ích trước mắt mà quên cái tình nghĩa. Rồi nhiều khi á, thí dụ bây giờ mình nói ví dụ nè. Chẳng khác gì kẻ ăn bánh quên vợ, tức là cái người mà khi mà thấy được cái lợi trước mắt thì quên tình nghĩa. Có nhiều khi hồi ở dưới quê á, vợ chồng sống lam lũ vậy mà hạnh phúc. Gửi chồng lên thành phố đi làm, cái xong chồng có tiền rồi cái ở trên đó luôn. Rồi cái quý vị coi phim gì? Phạm Thế Mỹ hả? Phải không? Bao công xử án Phạm Thế Mỹ đó. Là đại khái vậy, là gọi là gì đó? Ăn bánh quên vợ đó. Còn ngậm cơm quên mép á, quên mép á, tức là cơm á, là cái mà không có nhờ cái môi, cái miệng thì làm gì mình có thể đưa cơm vô mình nhai được. Nhưng mà đôi khi được cái miếng cơm cho nó ngon cái lưỡi, cái liền quên cái môi, cái mép của mình. Ý nói là giống như những cái người mà được cái này rồi quên cái tình nghĩa. Hay là ở Việt Nam mình nói đặng trăng cái gì, thấy trăng quên đèn rồi, đại khái vậy đó.
Tuy nói thân này quan trọng nhưng vẫn chưa quan trọng bằng chí đạo. Cái chỗ hay của Ngài đó là Ngài đưa từ cái đầu tiên, Ngài so sánh giữa vàng vòng với thân người. Rồi bây giờ nè, Ngài mới nói giữa thân người với cái đạo. Thì Ngài đã nói rằng đạo mới là quý nhất. Vì sao? Tuy nói thân người, thân này là quan trọng nhưng vẫn chưa quan trọng bằng chí đạo. Nên Khổng Tử nói: buổi sớm được nghe đạo, chiều chết cũng vui. Câu này Pháp Hòa hay nói, hay nhắc quý vị thấy không? Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Chị sáng mà nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Tại vì sao? Tại vì có nhiều khi sống một ngày mà không có nghe câu đạo lý, mà nghe những cái lời mắng chửi, nghe những lời rất là khó nghe thì rất đau khổ. Còn người mà nghe được một câu đạo lý, chiều chết cũng vui. Rồi bây giờ, đó là nói Khổng Tử nha. Rồi Lão Tử nói: sở dĩ ta có cái lớn, sở dĩ ta có cái lo lớn là vì có thân. Đây là lời của Lão Tử. Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Ngô nhược vô thân, hà hữu di hoạn. Sở dĩ ta có cái khổ lớn là vì ta có thân. Nếu ta không có thân, khổ nương vào đâu mà có? Vị ngô hữu thân, hà hữu chi quản. Thí dụ như giờ mình không có thân, hoặc là cái tay này giờ bây giờ nó không còn cảm giác nữa, ai nhéo nhéo chứ nó không có cảm giác nữa. Sở dĩ người ta nhéo mình đau là vì có cái thân và còn cái cảm giác. Cho nên Ngài trích ha, Khổng Tử nói sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Lão Tử nói sở dĩ có cái khổ, có cái lo là vì có thân. Giờ Ngài trích Phật nói: Thích Ca Thế Tôn khi cầu đạo thì bỏ thân cứu hổ. Đây là cái hay là Ngài dung nạp được ba người: Khổng, Lão, Phật. Chúng ta gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Thì cái câu chuyện mà Thích Ca Thế Tôn mà hiến thân cho hổ là khi Ngài tu hạnh Bồ Tát bố thí. Thì Ngài là một vị thái tử đi vô rừng, thấy một con cọp nó đói quá đi, nó muốn ăn con của nó. Cho nên Ngài thấy như vậy mà Ngài không nỡ lòng, cho nên Ngài mới hiến thân cho cọp ăn. Mà con cọp bây giờ nó hết có sức để mà nó ăn nữa, nó không còn sức để nó ăn nữa. Ngài thấy vậy, Ngài mới rọc cái tay Ngài ra, Ngài đưa để cho máu chảy vô trong miệng con cọp, để cho con cọp uống cái máu đó để mà có sức, rồi bắt đầu từ từ ăn ngày sau. Qua cái câu chuyện đó là người ta muốn nói lên cái sự bố thí một cách cùng tột. Đó chỉ là một cái câu chuyện để mà nói lên cái lòng từ bi. Ai muốn biết cái chuyện này thì đi kiếm câu chuyện gọi là bố thí bất nghịch ý đọc. Há chẳng phải đều là chỗ khinh thân trọng đạo của bậc thánh nhân đó sao? Ngài đưa ra ba cái câu đó, Ngài nói những chuyện như vậy há chẳng phải là những cái chuyện người ta nói lên để người ta nói trọng cái đạo sao? Khinh cái thật. Khinh này là không phải mạt sát nó, nhưng mà thấy lúc nào cần hy sinh thì người ta sẽ hy sinh. Than ôi, cái quan trọng của thân mạng mà còn nên bỏ để cầu đạo vô thượng bồ đề, nữa là phần đáng khinh nơi vàng bạc của báo lại luyến tiếc ư? Cái quý của thân mà nếu cầu đạo cũng phải đưa thân ra cầu. Thí dụ như kinh Pháp Hoa phẩm thứ 12, có một ông vua phải không, đánh trống nói rằng ai có pháp cao thượng dạy cho ta, ta nguyện làm thân cùng đinh để mà hầu hạ đó. Thì có một người ta ban cái pháp vô thượng mà làm lấy thân làm ghế ngồi. Quý vị nhớ câu chuyện đó, thì để nói lên rằng lấy cái thân để mà cầu đạo. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy nè. Bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ mình muốn học cách ngồi tịnh tâm, nói nôm na là ngồi thiền, ngồi tịnh tâm. Mà muốn ngồi tịnh tâm á là phải tập ngồi cho yên. Mà mấy chục năm nay mà không ngồi, bây giờ mà ngồi vô nó đau không? Đau lắm. Nhưng mà phải lấy cái thân đó chịu đau
để mà cầu được cái gì? Cầu được cái tĩnh tâm. Khó lắm mà. Nghe vậy đó, thôi giờ đừng nói chi là như thái tử là đem thân cho hổ đói nha. Vậy chỉ nói chút xíu đây thôi. Vô tụng thời kinh một tiếng đồng hồ, ngồi tụng thời kinh một tiếng đồng hồ mà ngồi tụng mà đau cái chân nè, đau cái lưng nè, mỏi con mắt nè. Đó là chưa nói trời ơi hồi nào giờ mình nói cả ngày sao mỏi, bữa nay tụng thời kinh sao mỏi quá. Chỉ chút đó thôi. Thôi mà chưa nói mà ngồi hồi nghe mỏi quá. Mình nói ví dụ vậy. Thấy không? Thành thử ra mình mới nói là bây giờ mình đừng có nói chuyện xa, mình nói chuyện gần đi. Rồi nói chuyện gần là đem cái thân để mà cầu đạo. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mà mình vô chùa ha. Mình vô chùa quyết chí mình tu. Mình tu thì phải làm sao? Ngoài bồi dưỡng cái trí tuệ qua cái sự học hỏi thì phải làm gì? Phải tạo công đức bằng cách là mình làm việc chùa. Tức là mình quét nhà, mình lau nhà, mình gánh nước, mình bữa củi. Ngày xưa Việt Nam mà nghèo là phải đi bán nhang, đi bán đậu hũ, đi bán tương, bán chao. Nói chung phải làm cái gì đó để cái đạo tràng chùa của mình có một cái phương tiện, cái tài chánh để mình duy trì cái đời sống của tăng lữ trong chùa. Mình mới phán câu mình nói tôi vô chùa để tu chứ tôi vô chùa đâu để làm mấy cái này. Đây, chùa tôi đi, bây giờ tôi đi tìm cái chùa nào mà tu ngồi tu cả ngày vậy, cái tu. Quý vị có biết cái chuyện đó chưa? Có cái cô đó, cô đi vô chùa cô tu, cái thì cô nói vậy đó. Cô nói trời ơi con đi vô chùa để con tu chứ con đâu phải là con vô để con làm mấy cái vụ này. Ông tiên nghe vậy cái biến cổ qua cái đất nước mà để tu. Cái cổ ngồi cổ tu hoài cả ngày, cổ nói trời ơi tu kiểu này khổ quá. Thành thử ra quý vị mới thấy là cái tu của mình cũng vậy. Bây giờ người đời cũng vậy, người ta nhìn mình cũng vậy đi. Mình cứ ngồi mình gõ mõ cả ngày đó, mấy cái người đó tu hành gì lười quá trời quá đất, mình làm công xương đem vô cúng mấy ổng ngồi gõ mõ không à. Tới giờ cái xuống ăn. Rồi tới giờ mà người ta mà đi làm này làm kia, nói cái ông đó tu hành mỏng yên, ổng lăn xăng làm hết chuyện này tới chuyện kia. Thấy không? Người ta cũng sẽ nhìn mình, rồi tự bản thân mình cũng sẽ có những cái mà mình, ngay cả của mình cũng có những cái mà gọi là gì, mâu thuẫn. Mình muốn vô chùa mình tu nhưng mình đừng có quên. Giờ nào tu là mình tu, giờ nào chấp tác là mình phải chấp tác. Chẳng hạn như bây giờ nè, giờ ai cũng lên đây ngồi tụng kinh nghe pháp xong đi về, không ai rửa chén, không ai hút bụi, không ai dọn dẹp thì cái chùa ra cái gì? Tuyết không ai xúc, cỏ không ai cắt thì đâu có được. Cho nên trong chùa tới giờ tu học là lên tu học, mà làm việc là phải cùng làm việc. Đó, cái đó gọi là gì? Đem thân mà cầu cầu đạo. Mình không có cần đâu, mình chưa dám làm những cái chuyện xa xôi như các bậc thánh hiền đi, thì ít ra mình cũng làm cái việc trước mắt chứ. Thành thử ra cái người hồi xưa Việt Nam mình cũng nói bồng em thì khỏi xây lúa, mà xây lúa thì khỏi bồng em. Vậy thôi à. Chứ ở trong chùa cũng vậy, ngoài đời cũng vậy, đâu cũng vậy. Mà thậm chí người ta nói một câu gần gũi nữa, muốn ăn phải lăn vào bếp. Chứ phải không? Mình muốn ăn mình phải lăn vô bếp chứ còn đâu phải mình ngồi chơi xơi nước hoài được. Đâu không? Lâu lâu mình làm khách bữa được. Nhưng mà không thể hoài như vậy được nếu mình sống chung. Cho nên bây giờ mình nói trong gia đình cũng vậy, mỗi người người ta, trong chùa cũng vậy. Cho nên cái chỗ ngài nói nó không phải là cái chỗ mình không với được đâu. Mình chưa dám nhìn xa thì ít ra mình cũng nhìn gần. Mà Pháp Hòa nói với đại chúng là mới cuối năm nay là Pháp Hòa nhắc mấy chú nữa đó. Pháp Hòa mới nói là cuộc đời của thầy là thầy tu, là thầy sống, là thầy luôn luôn nghĩ rằng mình như một người lái xe đi trên đường. Có khi nhìn phía trước, có lúc phải nhìn kiến hậu, có lúc phải nhìn bên hông. Có phải không? Có phải không thưa đại chúng? Rồi có đôi khi phải nhìn vô coi mình có over speed không? Mình có lái quá cây số không? Cũng y như vậy. Mình đi được như vậy
mình mới sống an toàn trên xe lộ. Còn bây giờ mình cứ nhắm đường mình đi, mình không cần biết ai bên hông là ai, phía sau là ai, không cần biết gì hết. Mình sống vậy mình sống với ai? Mình sống trên đời là mình phải có người trước, người sau, có người bên hông, có cái gì nữa chứ. Thậm chí cái người bên cạnh, ngồi bên cạnh mình, ta cảm giác sao nữa. Mình lái làm sao mà ta ngồi ta dịnh tim, ta Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật không? Thấy mình lái khủng khiếp quá. Rồi cái mình cứ lên xe là mình đạp rồi, mà một lát là mình quên là mình đã vượt rồi đó nha. Mình đã quá cây số người ta quy định nha. Người kia có thương mình, có chiều mình là cũng vừa thôi nha. À mà đạp số quá là coi chừng nha. Con cọp nó hiền lắm á, nhưng mà tới hồi mà nó nhe răng ra là ai cũng phải ngán. Cũng y như vậy. Quý vị thấy được điều mà muốn nói ha. Cho nên đó, mỗi một năm hay là mỗi tháng hay mỗi tuần gì đó, thậm chí mỗi ngày, mình nhìn lại mình sống như thế nào, mình tu như thế nào. Thang ơi, cái quan trọng của thân mạng còn nên bỏ để cầu đạo vô thượng bồ đề nữa là phần đáng khinh nơi vàng bạc của báo lại luyến tiếc ư? Ôi, trong ấp 10 nóc nhà còn có người trung tính. Cái câu này là thập thất chi ấp thượng hữu trung tính, tức là ý ngài muốn nói trong cái một cái ấp có 10 cái nhà, không lẽ không có cái nhà nào là người trung tính sao? Cũng như vậy, ngài mới nói tiếp. Cũng vậy, lẽ nào tất cả ở đời há lại không có người thông minh sáng suốt sao? Hãy nghe theo lời ấy nên chăm lo tu học, chớ có nghi ngờ. Trong kinh nói, một khi mất thân muôn kiếp khó trở lại. Câu này là ngài Quy Sơn hay nhắc trong Quy Sơn Cảnh Sách nè. Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Một khi mất thân ngàn kiếp khó mà có lại được. Thế nên Khổng Tử nói, người mà không chịu làm ta chẳng biết làm sao được. Nói theo danh từ bây giờ là người mà không chịu làm ta cũng bó tay. À, mình nói rỉ rả cả ngày mà giờ ngày Khổng Tử mới nói, nhân vi vô vi, ngô mạc nhi chi hà giả. Người không chịu làm, tôi nói từ nãy giờ rồi đó, giờ người mấy người không làm là tôi biết làm sao đây. À, cho nên bây giờ ở Việt Nam nói hết nổi luôn. Bây giờ cái chữ bó tay nói không được luôn. Đụng chuyện gì đưa hai tay ra vậy, coi như là chịu thua. Bó tay mà không nói, nó hết nổi. Hai chữ bó tay giờ nói cũng nổi. Ôi, xét cho rõ trăm năm ánh sáng trong một sát na. Ý muốn nói là người sống trăm năm chỉ một cái tích tắc, phải không? Sát na gì thế, trong một cái tích tắc thôi mình đã qua đời khác rồi. Bốn đại huyễn thân đâu hay lâu đặng. Thân này là thân tứ đại nha. Sắc, nước, gió, lửa đó. Đất, nước, gió, lửa đó. Thân này thân tứ đại. Cho nên các vị hòa thượng Tàu, bên trong phim Tàu hay nói đó, bần tăng tứ đại giai không. Tứ đại giai không. Bốn đại huyễn thân đâu hay lâu đặng. Trọn ngày rủi rong nghiệp thức, tức là những cái tâm thức gọi là tạo nghiệp của mình đó, quanh năm đắm đuối trần lao. Cả ngày thì đuổi theo nghiệp thức, quanh năm đắm đuối trần lao. Cái gì gọi là trần lao? Năm dục nè: tài, sắc, danh, thực, thùy. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ ha. Rồi cộng thêm gì nữa? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mấy cái đó kêu là trần lao đó. À, mình đi theo cái đó nó cực khổ lắm, lao nhọc lắm. À, mà lỡ mà dính cái đó rồi là chùi cũng mệt lắm. À, kêu trần lao. Không biết một tánh viên minh, chỉ theo sáu căn tham dục. Một tánh viên minh là gì? Tức là ý nói cái tâm sáng suốt ở nơi mình, mà người ta thường ví dụ như là một viên minh châu, gọi là viên minh. Giàu sang nhất mực khó tránh hai chữ vô thường, đúng không? Giàu sang nhất mực khó tránh hai chữ vô thường. Công danh nhất thời đời chẳng thoát một trường đại mộng.
câu này rất hay, và thường thường các cái thiền viện người ta hay trích hai câu này ra, người ta ghi thành một cái bảng, người ta ghi treo tường. Giàu sang nhất đời khó tránh hai chữ vô thường. Cái chữ này phải qua tra cái bảng chữ Hán để là vô thường nhị tự, hai chữ vô thường. Công danh nhất đời chẳng thoát một trường đại mộng. Đại mộng là sao? Đại cuộc đời mình hàng ngày ra là đại mộng đây nè. Còn mình đi ngủ trong chiêm bao là tiểu mộng. Mình nằm chiêm bao gọi là tiểu mộng. Mình sống ở đời hàng ngày đây là đại mộng. Cho nên hàng ngày không? Cho nên ngay cái vị Trần Thái Tôn này trong một cái bài thơ của ngài, ngài cũng nói một câu đó đó. Ngài nói sao phải không? Túy sinh mộng tử, sống sai chết mộng. À, ban ngày bắt đầu mình dệt mộng, ban đêm rồi mình sao? Sống trong mộng. À, Việt Nam mình đã có một vị thiền sư, ngài mới nói là gá thân mộng, nương cái thân mộng, rồi dạo cảnh mộng. Mộng tan rồi, cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Bài thơ ngài con chữ mộng thôi. Tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay đều chẳng thật. Tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay đều là chẳng thật. Gió lửa tiêu tan bao già trẻ, núi khe rửa nát mấy anh hùng. Ý muốn nói rằng cái ngọn lửa nó cũng thiêu đốt bao nhiêu gì người già người trẻ, rồi suối nước á, nó cũng đã mục thay biết bao kẻ anh hùng. Một bao máu mủ chuỗi năm luyến tiếc ân tình, bảy thước xương khô rong rỡ tham lam của báo. Một bao máu mủ tức là ý nói cái thân này nè, nguyên cái bao cái da bên ngoài á, cái bên ngoài ta kêu là bì, cái túi da mà không, cái bì. Cho nên ví dụ như mình ăn mình nói món đó món gì, nói bì. Món bì là gì? Là da heo chứ gì đâu. Chữ bì là da đó. Thấy không? Thành ra bì trộn hay kêu bì cuốn. Thì cái chữ bì này là các ngài muốn dùng là cái bao này, là cái bao này nó chứa biết bao nhiêu thứ trong này. 36 vật bất tịnh nha. Trong kinh nói đó, nếu mà mình đếm đủ là 36 vật bất tịnh. Còn nếu mà nói những cái chỗ để bài tiết thứ dơ là có 9 chỗ. 9 lỗ bài tiết. Chuỗi năm luyến tiếc ân tình, bảy thước xương khô. Bảy thước này là thước ngày xưa nó ngắn lắm, chứ không phải là bảy thước kiểu bây giờ mà một người nào mà xa cao tới 7 mét. Rông rỡ tham lam của báo, thở ra không bề thở lại, ngày nay khó tránh ngày mai. Câu này đúng không? Thở ra thì không trở lại, sống ngày nay không biết ngày mai làm sao. Sông yêu chìm nổi chẳng ngơi, nhà cháy nấu nung ngày nào hết. Sông yêu là ái hà, nhà cháy là hỏa trạch. Không, con người mình hễ mà vô nhà thì vô nhà lửa, mà lặn ngụp thì lặn ngụp trong sông ái. Cho ngày xưa các ngài nhắc mình câu rất là hay đó. Ai mà trước khi niệm Phật phải đọc câu này: ái hà thiên xích lãng, khổ ái vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm Di Đà. Tức ái hà là sông ái. Ái hà thiên xích lãng, ngàn sóng, lãng là sóng, nhồi mình khủng khiếp lắm. Ái hà thiên xích lãng, ai mà lỡ yêu rồi coi trời ơi bao nhiêu sóng gió. Muốn giữ được hình ảnh người yêu của mình coi trời ơi biết bao nhiêu nước mắt đổ ra. Còn có một cái vị đó, ngày yêu nhiều quá rốt cuộc không ai yêu lại, nói một câu: tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Khỏe ru. Chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp, chỉ vì chưa có công phu. Ai mà có công phu thiền định rồi đó nha, thì bắt đầu sẽ dần dần xa cái lưới nghiệp. Bà Hòa nói ví dụ, hồi xưa mình có một cái lưới nghiệp của mình đó, thật ra nó không có xấu, nhưng mà nó làm cho mình bệnh tật, hao tốn. Là thí dụ bây giờ, hồi xưa mình có một cái thói quen là hút thuốc. Trời, mình hút nghĩa là điếu hạ rộng, điếu động quang.
cái là điếu này chưa có dùi nữa là mình kéo điếu kêu ra, mình mồi mình liên tiếp vậy. Bây giờ nè, công phu là bắt đầu mình đi chùa. Mình đi vô chùa, mình ngồi nửa ngày trong chùa, không lẽ bây giờ trong chùa mình đi hút thuốc? Kỳ quá, thôi ráng nhịn. Cho nên đó, nhờ nửa ngày đó mình xa được cái lưới nghiệp đó nửa ngày. Rồi hôm nào mình đăng ký, mình vô chùa, mình tu 24 giờ, mình bỏ thuốc đúng 24 giờ, nó ghiền dữ lắm. Nhưng mà phải xả thân cầu, cầu đạo hồi nãy mình nói đó. Xả thân cầu đạo là cái thân của mình nó ghiền thuốc, không để cho nó ghiền nữa. Ở trong này để cầu cho được cái đạo. Đạo này là đạo gì? Đạo xa lìa điếu thuốc. Đó. Rồi bây giờ ví dụ như tuần nào mình cũng kéo bạn tới nhậu. À, nhậu xong rồi, trời đất ơi, sáng ra một nghề chén bát, rửa xong tỉnh tỉnh xách áo tới nhà khác nhậu tiếp, coi như chiều thứ sáu là tới chiều chủ nhật, không thấy mình. Bây giờ cái mình nghe là thứ sáu cuối tuần này là chùa làm lễ, thứ sáu về dọn dẹp, thứ bảy đi đón thầy, chủ nhật ở chùa tu, rồi ba ngày đó xa cái lưới nghiệp. Nhưng mà mới đầu lại là nó khó lắm á, trời ơi, nó cũng đi đứng bình thường mà không cho hút thuốc, không cho nhâm nhi đó, nó khó chịu lắm. Nó giống như cái người mà ngồi thiền mà trân gân mà chịu vậy. Nhưng mà phải xả thân cầu, cầu đạo. Đó, mình chưa dám làm như các ngày xưa, nhưng làm được cái này, trời hay lắm. Chờ mình thấy, đọc cái này rồi mình thấy ông vua không có nói chuyện xa vời đâu nha. Ăn thua là mình dùng cái nhìn của mình. Gió tiêu và mái xanh chưa mấy tóc bạc vội lấn dần. Mái xanh là cái gì? Là tóc trẻ, tóc đen á. À, mái xanh chưa mấy tóc bạc vội lấn dần. Có ai bị lấn chưa ta? À, đừng tưởng là 50 tuổi bị lấn nha. Hai mấy tuổi là cũng bị lấn, Phá Hòa bị lấn hết nửa đầu rồi đó. Bởi vì cạo hoài đâu dám để. Ai muốn đừng thấy mình bị lấn thì cứ việc cạo đầu. Ở đây có anh Nghiệp nè. Kẻ mừng, kẻ vui vừa đến, ngày điếu đi theo. Cái câu này là gì biết không? Tức là nói cái người sanh với người chết á. Kẻ mừng, cái chỗ thì dịch là kẻ mừng vừa đi, kẻ viếng len chân tới. Có chỗ dịch rõ là ngày vui vừa đến, ngày điếu đi theo. Điếu là phúng điếu. Một bao máu mủ, năm chuỗi liên tiếc ân tình, bảy thước xương khô rong rỡ, ham vui của báo. Thở ra không bề, thở lại ngày nay, khó đợi ngày mai. Sông yêu chìm nổi chẳng lúc ngơi, nhà cháy nấu nung nào hết. Chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp vì chưa có công phu. Ai có công phu là xa lìa lưới nghiệp. Diêm La Vương bỗng chốc lại đòi tới. Thôi tướng công nào cho thêm hạng. Thôi tướng công là ai biết không? Thôi tướng công là cái người làm trong Diêm Vương. Ổng nói, ổng gạch sổ nghe, ổng nói nè, bữa nay là cái passport của cái ông này ở Trương Dương Giang hết hạn, lên đem xuống đây cho ta. Thì có cái anh đó tức cười lắm, ảnh bị trong kinh diễn tả ảnh, cái anh đó bị bắt tới, cái ổng hỏi Diêm Vương, nói trời Diêm Vương này, thời buổi này mà là Diêm Vương làm ăn kỳ cục quá, hỏi sao kỳ, nếu muốn mời con mà ổng gửi thiệp. Ở xứ này muốn tới nhà người ta phải phone người ta trước chứ đâu phải tới gõ cửa người ta đâu có tiếp. Nên là sao mà Diêm Vương kêu con xuống đây mà Diêm Vương không báo. Này, để ý kỹ ta báo mấy lần nha. Hỏi báo làm sao, nó răng rụng là một thơ nha. À, tóc bạc là một thơ nha. À, đi cầu thang mà run run gì là cái thơ rồi nha. À, hồi xưa ăn ba chén giờ nửa chén nó lo ngang là cái thơ nha. Ta gửi nhiều thư rồi chứ. Nhưng mà đây, cái này là cái tối hậu thư. Cái cuối cùng là cái thơ cuối cùng, ký giấy là đi nha. Lúc đó anh mới chịu thua đó. Cho nên là thôi tướng công chẳng cho thêm hạng, là Diêm Vương mà đã định ba canh chết thì chẳng cho một người nào gia hạn đến năm canh. Người nào mà hấp hối đâu thể nói dạo dạo khoan, để con đánh dáng này rồi con đi phải không?
để Tết vừa rồi con được lì xì tờ vé số để con dò có con trúng không, hay là chưa trúng để con đi cho nó ngọt đó. Được. Ngoảnh lại người thân chẳng, điều chẳng thấy, cuối cùng nghiệp báo tự mình mang. Nhìn lại người thân không thấy. Quỷ vương ngục tốt mặc sức khảo tra, rừng kiếm núi đao vô phương chống đỡ. Đây là diễn tả cảnh dưới địa ngục á. Hoặc giam trong vòng vây sắt, hoặc ở dưới núi ốc tiêu. Ốc tiêu tức là dưới địa ngục. Và chịu vạt dầu, thời muôn chết ngàn sinh, phải chém chặt thời một dao hai khúc. Nếu mà bỏ vô lò chiên á, thì là deep fry. Còn mà chặt ra thì một dao hai khúc. Đói nuốt sắc nóng, đói thì ăn sắc nóng, uống thì uống nước đồng sôi. 12 giờ cam chịu đắng cay. 12 giờ là một, bao nhiêu biết không? Một ngày. Bởi vì ngày xưa đó là một giờ là 2 tiếng đồng hồ. Cho nên một ví dụ như ta nói là giờ ngọ là từ 11 giờ trưa cho đến 1 giờ là giờ ngọ. Thì đúng 12 giờ người ta kêu là chánh ngọ hoặc là giữa ngọ, thí dụ vậy. Cho nên 12 giờ cam chịu đắng cay, tức là nói một ngày đó. 500 kiếp chẳng thấy hình dạng, chịu hết tội nghiệp lại vào luân hồi. Mất hẳn dáng người thuở xưa, đổi ra thân hình hiện tại. Bây giờ hồi xưa mình sau đó đẹp xấu sau đó, bây giờ có thể không còn nữa. Bây giờ thân gì biết không? Thân của mình bây giờ là đội yên ngậm sắt. Đội yên là đội cái yên cho người ta ngồi á. Ngậm sắt tức là bị tra cái hàm sắt đó, đó là con gì? Con ngựa. Thấy không? Đội yên ngậm sắt hoặc là mang lông đeo sừng. Ví dụ làm chó hay làm gà, làm vịt thì là mang lông. Đội sừng là làm nai, làm tê giác gì đó. Lấy thịt người nuôi người, đem thân trả nợ, sinh bị đau khổ giao thớt, sống gặp tai vạ lửa sôi, chồng chất quán thù cùng nhau rỉa thịt. Khi đó mới hối học đạo không bền. Lúc đó hối hận nhưng mà sao? Too late. Cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách tổ cũng nói một câu vậy đó: tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi, tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cửu. Lúc đó là mình tự mình hối hận, đợi tới lúc khát nước mới đào giếng thì làm sao kịp. Lâm khát quật tỉnh hề vi, tự hận tạo bất dự tu, hận mình sớm không chịu tu, để cho ngày tháng nó trôi qua như vậy. Chi bằng gấp rút đảm đương, chớ để đời nay lỡ dở. Ngài nói xong rồi Ngài mới nhắc một câu với mình là đừng có lơ là nữa, gấp rút đi. Đó, bây giờ mình ngồi mình kiểm nha. Nội cái năm nay thôi là mình thấy là bây giờ da của mình nó nhăn hơn một chút rồi, tóc của mình nó bị lấn hơn một chút rồi. Bây giờ cái trí của mình nó hơi quên rồi, mà không lo nữa thì không kịp. Bây giờ Ngài có cái hay là nói có sách, mách có chứng. Nên Ngài khuyên nãy giờ phải không? Bây giờ Ngài mới chỉ dẫn cho mình những cái tích, những cái điển mà người ta tu hành sao đây. Thích Ca văn Phật bỏ hoàng cung đến thẳng Tuyết Sơn. Ngày xưa Phật Thích Ca làm thái tử mà bỏ cung vàng đi ngọc, đi lên núi ngồi trong núi tuyết 6 năm. Cư sĩ Bàn Công đem gia tài dìm biển cả. Bàn Công này tức là ông Bàn Long Uẩn. Nhưng mà Pháp Hòa thấy hơi uổng. Đem của cải bỏ xuống biển hết hơi uổng. Phải làm như Bill Gates. Bố thí. Bà vợ ông với ông á, đi qua bên Phi Châu, đem một đống laptop cho dân ở bên đó. Khi mà qua tới đó rồi mới phát hiện là mình đem cái thứ này qua vô bổ. Người ta đói gần chết, không có ăn, không có mặc, hơi đâu mà ngồi đó xài laptop. Cho nên hai ông bà quyết định là cho người ta ăn. Đem cho người ta ăn xong rồi á, bây giờ nghiên cứu. Bà bây giờ để thì giờ ra nghiên cứu cái loài muỗi nó sống làm sao, rồi những cái vi trùng, những cái vaccine như thế nào. Chẳng những vậy mà bà còn nói rằng là hai vợ chồng á, bây giờ là quyết định là để lại 95% gia tài cho từ thiện, 5% để lại cho ba người con.
Mà 95% gia tài đó là tương đương với khoảng 46 tỷ Mỹ Kim. Bà hai vợ chồng bây giờ lập một cái foundation lấy tên là Bill Gates Melinda Foundation. Cho nên mình mới thấy là cái ông này cũng giống như bàn Long Quẩn vậy. Đem của cải, bây giờ mình cũng có thể hiểu dìm biển cả có nghĩa là đem cho. Và bà mới nói một câu mà Pháp Hòa thấy rất là bà thấy rõ vấn đề. Bà nói rằng con của bà bình thường không phải muốn sắm cái gì thì sắm, chỉ được quyền sắm những lúc mà có sinh nhật, những cái lúc mà tiệc tùng là mới được. Mà nếu ấy là phải tự để dành tiền và tiền bạc. Bà nói rằng để cho nó có cái tự lực còn hơn là để nó tự tung tự tác, nó muốn sắm gì thì sắm, đó là một nguy hiểm. Thành thử ra mình mới thấy là ngày xưa có bàn Long Quẩn, ngày nay có, cũng có những cái người như ông Bill Gates. Không phải là một mình ông mà có nhiều người nữa. Nhưng mà gần đây thì Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe, kể cho đại chúng nghe, và gần đây một trong những người mà có tấm lòng như vậy như ông Bill Gates. Đời sống rất đơn giản. Một người như vậy mà ít khi nào xuất hiện trên báo chí, ăn mặc rất bình thường, giản dị. Bây giờ là người ta mới hỏi bà chứ tại sao mà bà có được ăn mặc đơn giản, son phấn rất là lợt lạc mà bà trẻ được như vậy. Thì bà nói tôi giữ sức khỏe bằng cách là chạy bộ. Rồi bà cũng khuyên và bà khuyến khích chồng cũng chạy bộ. Còn mình bây giờ thí dụ như giờ mình biết tiền mình bỏ vô ngân hàng á, rồi mình đưa vô mạng á, lâu lâu mình bấm rồi còn nhà băng còn nhiêu, biết là không có xài cái nào hết mà nhìn cái yên tâm đi ngủ. Đem vào băng mà gửi cái gì đó cái lâu lâu cái vô xin mở cái hộp sắt coi, đếm 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 yên tâm đóng lại về. Y như con nít mà được tiền lì xì vậy đó. Cứ 5-10 phút cái nó chạy vô một góc nó đếm 20, lát sau đếm 25, mừng lắm. Cho nên là mình biết là mình có của so với bàn Long Quẩn, so với Bill Gates, so với Phật Thích Ca ngày xưa là Thái tử chả là bao nhiêu, cái lẻ thôi, không bằng nữa, không bằng cái lẻ nữa, vậy mà cứ chết hoài. Chân võ chẳng lên ngôi báo. Chân võ tức là một ông thái tử không có chịu làm vua, bỏ nhà rồi đi học đạo. Đây là những cái người đạo sĩ đó, ông trích những cái người, những nhân vật xưa. Chỉ lo tu, Lã Công chẳng chuộng thần tiên còn xin tham vấn. Lã Công đây là ai? Tức là Lã Đồng Tân, một trong bát tiên của đạo giáo. Vị nào mà học đạo giáo thì bát tiên là có Hán Trung Ly, phải không? Rồi Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Lý Thiết Hoài, Tào Quốc Cụ, Lã Đồng Tân, Lam Thái Hòa, Hà Tiên Cô, 8 vị của đạo giáo. Bây giờ mà vị nào mà có những cái bình sứ cổ kính hay là những bức tranh treo trong nhà thì sẽ có một cái bức gọi là bát tiên quá hải. Thì trong đó là có một người nữ với 7 người nam. Thì Lã Đồng Tân này á là một người trong bát tiên của đạo giáo, nhưng mà thường tham vấn với một vị thiền sư tên là Hòa Ở Hoàng Long. Và khi ông ngộ đạo rồi á thì ông mới làm bài kệ, một bài thơ để chứng nhận rằng cái chỗ ngộ đạo của ông. Thì trong đó có câu là bẻ gãy chiếc bầu đập nát đàn, hiện nay chẳng thích trước dữ dàng, sau khi gặp được Hoàng Long đấy mới biết từ xưa quấy dụng tâm. Ý của ngài nói là bẻ, ngày xưa các ông tiên hay cầm bầu rượu với hoặc là cầm những cái đàn để mà chứng tỏ tiên mà, không? Tiên phong đạo cốt. Bẻ gãy cái chiếc bầu đập cái đàn mới biết là xưa nay mình tu mình dụng cao, dụng cái đường tu. Hết giờ rồi. Stop sign.
Bài này định nói trong đêm nay thôi mà nói nhiều quá nó không hết. Chương trình tối nay là đột xuất, nhờ bởi vì chúng ta có cái quy định là mình phải tu trước chơi sau. Tu là chính, chơi phụ, tại chơi nhiều rớt. Thì hôm nay mình tiếp tục học cái bài văn khuyên phát tâm Bồ Đề của vua Trần Thái Tông, là một đức vua vào thời nhà Trần tại Việt Nam chúng ta. Và chúng ta rất hãnh diện là chúng ta có một đức vua tu hành liễu đạo và đã để lại cho chúng ta những cái án văn tuyệt tác. Và chúng ta là con cháu, chúng ta cần phải nghiên cứu và học hỏi. Hôm qua mình học đến nửa bài. Và bài của Ngài, sau nửa bài thì Ngài mới bắt đầu trích dẫn những điển tích, những sự tu hành của các bậc tiền bối để mà làm cái khích lệ, cái khuyến khích. Thường thường á, quý vị thấy là khi mà chúng ta làm cái gì mà chúng ta có được cái người trước họ làm á, thì tự nhiên mình thấy nó có một cái sự khích lệ cho mình. Khi mình nghe được những ông cha mình trước kia tu như thế nào, các vị cổ đức tu như thế nào, tự nhiên mình nói rằng à, các ngài tu được thì mình cũng sẽ tu được. Hôm nay chúng ta cúng rằm đó, vừa cúng rằm mà vừa cúng Tết luôn. Thì hồi nãy trong khi ngồi, hồi trưa trong khi ngồi thì có một bà Mỹ đến hỏi thăm. Bà nói và cho phép bà được ngồi hỏi một câu. Bà nói rằng hồi trưa này mình ra làm sao mình cúng gì ngoài đó vậy? Tức là phía sau nhà chỗ mình thờ chư hương linh đó. Thì Pháp Hòa mới nói với bà là cái người ở đông chúng tôi luôn luôn quý trọng tổ tiên ông bà. Cho dù ông bà chúng tôi đã đi xa, tức là qua đời, nhưng chúng tôi vẫn nhớ ơn. Và trong cái lễ đó đó, hay là trong cái ý nghĩa thờ hình tượng đó đó, chúng tôi mang hai cái ý. Cái ý thứ nhất á, là chúng tôi muốn ghi nhận tất cả những công đức, những việc làm mà ông bà tổ tiên đã làm cho chúng tôi từ khi chúng tôi sanh ra, nuôi dưỡng cho đến giờ phút này. Cho nên mỗi một cái lạy chúng tôi xuống lạy xuống đó, đó là lạy tạ cái ơn đức. Và sau đó chúng tôi phát nguyện, chúng con biết rằng ông bà tuy đã đi xa nhưng ông bà vẫn còn ở trong chúng con, tại vì trong chúng con có máu của ông bà, máu của cha mẹ đang luân lưu. Cho nên chúng con phải phát một cái nguyện, we make a vow, we make a commitment, sống như thế nào có chánh niệm để chúng con bảo vệ được thân thể chúng con. Mà chúng con bảo vệ được thân thể chúng con có nghĩa là chúng con đang bảo vệ ông bà, chúng con đang nuôi ông dưỡng ông bà. Ông bà không có đi đâu hết, ông bà chỉ đi bằng cái thân tứ đại, cái hình hài, nhưng mà nụ cười, lời nói, lời khuyên, những cái gì hay đẹp của ông bà vẫn sống trong chúng con. Và chúng con thấy rằng nếu chúng con giận cái người anh, và chúng con phải đừng có giận nữa, tại vì giận anh tức là giận cha, giận mẹ luôn, tại vì mẹ, cha cũng đang ở trong người anh. Cho nên anh em phải thương nhau. Và quý vị biết chỉ nói như vậy thôi mà bà khóc. Bà nói so meaningful, ý nghĩa quá. Thì bà mới hỏi Pháp Hòa thêm một câu là làm sao để mình có thể tha thứ được cho cái người làm lỗi với mình. Thì Pháp Hòa nói trước khi mình muốn tha thứ họ đó, mình phải chấp nhận họ trước. Bà như một cái người được mở đúng ngay cửa. Tại vì mình không chấp nhận người đó làm sao mình tha thứ được. Tha thứ nghĩa là chấp nhận. Và khi chấp nhận tức là mình tha thứ. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận người đó là ai. Thì bà mới nói rằng tôi rất là khó để mà, tại vì tôi bị nhiều thứ nó chi phối, làm sao để có một đời sống chánh niệm. Pháp Hòa mới nói bà có chánh niệm rồi đó. Bà có chánh niệm cho nên bà mới biết bị nhiều thứ nó chi phối bà. Trước kia là mình cứ chạy thôi, nó biểu gì mình nghe nấy, nó biểu gì mình nghe nấy. Bây giờ mình biết tâm mình còn rất nhiều lộn xộn là mình bắt đầu có tỉnh giác.
tỉnh giác cho nên mới thấy rằng mình có lộn xộn. Quý vị có thấy được điều đó? Thì cái buổi nói chuyện với bà chỉ trong vòng 15-20 phút thôi, và bà xin phép bà đi qua bên góc kia bà ngồi để cho người khác nói chuyện. Thì trước khi bà đứng dậy bà đi về, bà lại bà chào và bà chắp tay bà xá, bà nói rằng những lời của thầy khai mở cho tôi hôm nay tôi sẽ để trong trái tim tôi cho đến hết cuộc đời. Có lẽ là bà đang giận ai nhiều lắm, có lẽ là bà đang sống rất đau khổ, nhưng mà nhờ những cái lời nói đơn giản của Phật, mình chỉ mượn lời Phật để mình truyền đạt lại cho bà thôi. Nhưng mà xin thưa với đại chúng là ở trong đạo, chúng ta hiểu đạo không có nghĩa là chúng ta chứng đạo. Quý vị nhớ đi, hồi trước mình có học rồi đó, kiến đạo, tu đạo, chứng đạo. Mình thấy, mình tu, mình mới chứng. Mà chút xíu nữa đây, cái bài văn của Ngài Trần Thái Tông mới nói rõ cái điều đó cho mình. Thí dụ như bây giờ mình ở dưới miệng giếng, mình nhìn lên mình thấy trời không? Thấy không? Thấy chứ, nhưng mà trời bao lớn? Bằng cái miệng của cái giếng thôi. Nhưng khi mình nhảy ra khỏi được miệng giếng rồi thì mình thấy trời bao nhiêu? Thênh thang. Cũng giống như vậy. Chút xíu mình sẽ nói điều đó. Bây giờ mình tiếp tục mình nghe Ngài Trần Thái Tông hướng dẫn cho ta qua cái bài văn khuyên phát tâm Bồ Đề này, mà khuyên chúng ta hay lắm. Bây giờ Ngài mới nói tiếp: chân võ chẳng lên ngôi báo, chỉ lo tu hành, lã công đã chuộng thần tiên, còn xuyên tham vấn. Hai cái tích này ngày hôm qua mình nói rồi ha. Bây giờ mình nói cái tích thứ ba: tô học sĩ thường thân Phật ấn. Quý vị nhớ Tô Học Sĩ ha, tức là ông Tô Đông Pha. Hiệu là Tô Đông Pha nhưng mà thật tên của ông là Tô Thức, đời nhà Tống. Ông hay đến chùa Kim Sơn ở Tô Châu để thăm Ngài Phật Ấn. Thì ông thường hay dùng những cái lời nói để mà mình, ông khiêu khích Ngài Phật Ấn, nhưng mà thường là ông bị thua. Thí dụ như có một hôm ông đến thăm Ngài Phật Ấn, thì ông Ngài Phật Ấn mới nói: ở đây không có ghế ngồi, tể tướng đến đây làm chi? Ê, ông mới đáp liền, ông nói: vậy hả? Vậy thì thôi mượn cái thân tứ đại của hòa thượng ngồi đỡ được không? Dễ sợ không? Mà nếu mà gặp mình thì mình giận không? Giận chứ, khổn quá mà. Cái thì Ngài Phật Ấn điềm đạm, Ngài Phật Ấn nói: vậy ha, nếu mà bần tăng hỏi tể tướng một câu mà tể tướng trả lời được á, thì bần tăng sẽ cho tể tướng lên ngồi. Nếu mà tể tướng ngồi không được á, làm không được á, trả lời không được, thì tể tướng phải cởi cái đai ngọc để lại. Mà quý vị biết ông quan thường thường có một cái đai đeo đó. Thôi được rồi, thì thôi Ngài hỏi đi. Ngài Phật Ấn nói: hồi nãy tể tướng nói rằng muốn mượn cái thân tứ đại của bần tăng ngồi đỡ. Vậy thì xin hỏi tể tướng, bần tăng tứ đại giai không, năm ấm không có, ngũ quẩn giai không, tứ đại cũng không, ngũ quẩn cũng không, vậy thì tể tướng ngồi đâu? Bị trả lời không được, đúng không? Muốn ngồi trên thân tứ đại của bần tăng, mà thân tứ đại của bần tăng vốn không, ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức cũng không, vậy thì tể tướng ngồi đâu? Trả lời không được, đành cởi đai ngọc để lại. Ông bị nhiều chiêu như vậy lắm. Cho nên ông mới, cuối cùng ông mới viết một câu: đa văn thông minh, xin lỗi, thông minh tổng thị, thông minh ngộ, bác học đa văn, bác học minh. Ông mới nói rằng đa văn là học nhiều đó, rốt cuộc đa văn tổng thị, đa văn ngộ, học nhiều rốt cuộc học nhiều ngu. Tự nói vậy đó. Không? Cho nên cái người mà đa văn không tự xưng mình đa văn. Chữ ngộ đây không phải là kỳ ngộ mà ngu ngơ. Bác học đa văn, bác học minh. Thông minh tổng thị, thông minh ngộ. Bác học đa văn, bác học minh. Minh là mờ. Chữ minh này không nghĩa là sáng. Chữ minh này ở đây nghĩa là mờ mình. Một hôm ông đến chơi nhà người ta, mà cũng làm hay làm, nói theo tiếng người Việt là tài lanh. Người ta làm thơ, người ta để là Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu,
hoàng khuyển ngọa hoa âm hoa tâm, minh nguyệt sơn đầu khiếu. Nếu mà hiểu theo nghĩa thông thường là trăng sáng ở trên đầu núi nó sủa, sủa trăng sủa ở trên đầu núi, rồi chó vàng nằm ở trong cái nhụy hoa nghe trật lất. Minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng khuyển ngọa hoa tâm. Ông nghĩ cái ông làm thơ này làm trật, ông lấy viết ông sửa của ông ta. Ông sửa rằng minh nguyệt sơn đầu chiếu, tức là trăng sáng ở trên đầu núi mới có lý chứ, trăng gì mà sủa trên đầu núi. Hoàng khuyển là con chó vàng, con chó vàng làm sao mà nằm được ở trong cái lồng của cái hoa. Ông mới sửa là hoàng khuyển ngọa hoa âm, nằm dưới bóng hoa thì được. Con chó vàng thì nằm dưới bóng hoa, chứ con chó vàng sao mà nằm ở trong cái lồng hoa được. Thì cái ông chủ làm thơ ông ra thấy cũng không nói gì hết đó. Không khác, nhân cái ngày mà có trăng sáng mời Tô học sĩ tới chơi. Tô học sĩ mới đang ngồi uống trà thưởng nguyệt thì mới nghe cái tiếng rú. Thì bà mới hỏi, ủa cái tiếng gì vậy? Ta nói, ồ đó là con chó minh nguyệt, nó đang sủa trên đầu núi. Ông mới nói, người ta mới kể tiếp, người ta nói à, ở xứ này nó ngộ, nó có một con sâu tên là hoàng khuyển, nó hay nằm ở trong cái lồng hoa. Vậy thì người ta làm thơ đúng hay trật? Ta làm thơ trúng, tại người ta ở địa phương đó, người ta có những cái hình ảnh, thấy không? Chó đó, con chó đó tên là minh nguyệt, nó sủa trên đầu núi khi trăng lên. Rồi con sâu đó nó tên là hoàng khuyển, nó nằm ở trong lòng hoa. Cho nên mình mà không có biết, mình đi sửa chữ của người ta là coi chừng, thấy không? Cho nên là ông Tô Long Pha nhiều lần thua ngài Phật Ấn, mà Pháp Hòa thỉnh thoảng lại kể cho đại chúng nghe vậy. Thì ngài mới nói ở đây á, ngài Trần Thái Tông muốn trích dẫn cho chúng ta biết cái gì? Biết là cái khi chúng ta tu hành là chúng ta sanh được cái đức, chúng ta sanh được cái phước, chúng ta được cái tuệ. Cái người, có những người thí dụ như Tô học sĩ là một người mà bác học đa văn mà cũng thường tới chơi với ngài Phật Ấn. Hàng Văn Công còn lễ Đại Điên. Hàng Văn Công á, tức là ông này á, là một người làm đạo, một vị tiến sĩ ở đời đời Đường. Thì một hôm á, là vua Hiến Tông á, muốn rước Xá Lợi vào cung để chiêm bái, thì ông mới viết một cái sớ để mà ông tâu, ông cạn vua. Thì vua giận quá, vua mới đày ông đi ra ngoài ở biên thùy, tức là những cái chỗ mà hoang dã. Nhưng ở nơi đó có một vị hòa thượng tên là ngài Đại Điên, thì ông thường viết thư mời ngài Đại Điên đến để mà đàm đạo. Ngài Đại Điên không có tới, thì đích thân ông tới để mà đàm đạo với ngài Đại Điên. Và sau này ngài Đại Điên cũng cảm hóa ông. Tại đây cũng là một tích nữa, Hàng Văn Công còn lễ Đại Điên. Bùi Công đoạt hốt ở Thạch Xương. Cái này là ông tên là Bùi Công này đó, tức là Bùi Hưu, tướng quốc Bùi Hưu. Ông cũng là một người học Phật ở đời Đường, đậu tiến sĩ. Thì một hôm á, ông tới Thạch Xương thì bị ngài Khuê Phong. Rồi ông mới đến thì ngài mới giật cái cây hốt là cái gì, thường thường các ông quan á trong triều đó, mấy ông mới cầm cái cây đó để mấy ông muốn nói gì mấy ông hay tâu. Thì theo mà biết là thường thường có thể viết một hai chữ, ví dụ mình muốn tâu vua cái chuyện gì đó mà mình để mình khó quên đó, mà cho dễ nhớ thì mình làm dấu, mình ghi một hai chữ, thì khi mình tâu mình nhìn cây đó để mình những cái điểm chính đó. Giống như Pháp Hòa mà muốn nói với đại chúng, Pháp Hòa phải soạn một hai cái đề mục và lên nói vậy đó, chứ còn làm sao viết hết tràn gian ra nói được, chỉ điểm một hai điểm thôi. Thì ông cầm về nè, cái đó này kêu là cây hốt. Cái thì ngài hòa thượng kia mới giật cái cây hốt của ông, mới cầm lên.
Ngài mới hỏi rằng á, là nếu mà cái cây này ở trong tay của ông vua thì gọi là cây khuê, còn nếu mà trong tay của một ông tướng á, thì gọi là cây hốt. Vậy thì bây giờ trong tay của Bần Tăng kêu cây gì? Ông chịu thua, không biết. À, thì qua một cái câu chuyện thiền như vậy thì nói là ngài Bùi Tướng Quốc Bùi Hưu còn bị đoạt hốt ở Thạch Xương. Phòng tướng hỏi pháp nơi quốc nhất, phòng tướng cũng là một vị tướng, hỏi đạo nơi một vị thiền sư. Diệu thiện chẳng kén phò mã, thành Phật không ngờ. Diệu thiện là ai? Tức là công chúa thứ ba của vua Diệu Trang Nghiêm, phải không? Ai mà học sự tích Quan Âm Diệu Thiện đó, thì Quan Âm Diệu Thiện có ba chị em, phải không? Thì ba chị em này, hai người chị có gia đình, mà riêng công chúa thứ ba không chịu lập gia đình và bỏ nhà đi tu. Diệu thiện chẳng kén phò mã, thành Phật không ngờ. Lục tổ vừa gặp khách thiền, nghe kinh ngộ đạo. Tức là ngài Lục Tổ Huệ Năng, một hôm ngài gánh củi đó, đi ngang cái nhà đó, gặp nghe một vị cư sĩ đang tụng kinh Kim Cang, tới cái câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Tức là nên sanh cái tâm không có chỗ trụ. Ngài hiểu hiểu đạo. Và sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng một điều, đó là vua Trần Thái Tông đó cũng nghe cái câu này trong kinh Kim Cang mà hiểu đạo. Như vậy thì vua Trần Thái Tông của nước Việt Nam ta với Lục Tổ Huệ Năng hiểu cùng một bản kinh mà cùng một câu luôn. Lục Tổ vừa gặp khách thiền, nghe kinh mà hiểu đạo. Đạo thiền nếu không thú vị, thánh hiền sao chịu quy y. Câu này rất hay. Nếu mà cái đạo nó không có cao siêu, nó không có tột á, thánh hiền đâu có chịu đến để mà quy y. Thì thôi bây giờ mình nói như vậy nè. Có nhiều người họ nhìn mình họ nói trời đất ơi, tôi không biết mấy ông, mấy chị, mấy anh vô chùa được cái gì mà tôi thấy tuần nào cũng đi. Rồi thậm chí là vô chùa rồi làm công quả rồi này. Nhiều khi ta cũng đặt câu hỏi vậy. Thì mình nói làm sao? Nếu không tới đây nếm được cái pháp vị đó thì làm sao mà hiểu được cái chỗ đó? Chỗ đâu đâu có thể giải thích, phải không? Cho nên mình tới đây mà mình chịu khó, mình ngồi mình nghe kinh, mình học pháp, hẳn nó phải có cái gì nó nuôi dưỡng cái niềm vui pháp lạc ở trong thân tâm của mình, chứ không phải tự nhiên. Cách đây mấy hôm có một bác gọi Pháp Hòa, bác ở bên Mỹ, bác nói, bác phone, bác mới nói trời ơi tôi đi kiếm số phone này 3-4 tháng rồi bữa nay mới kiếm được. Bác nói hồi nào giờ đó là bác không có bao giờ bác nghe đi chùa nghe pháp, không bao giờ. Mà coi phim á, là coi ghiền đến mức độ là đó, nhiều khi coi tới sáng đi làm luôn chứ không ngủ luôn. Vậy mà một hôm đi về Việt Nam, tình cờ ghé đi chơi sao đó, được người ta mở cái cuồng băng thuyết pháp của quý thầy lên, nghe xong thích quá, và bây giờ đi kiếm băng dĩa nghe. Rồi bây giờ là không có còn luyện cái kiểu mà sáng đêm như vậy, mà lo nghe pháp. Thì cái đó mới đúng là cái câu gì? Pháp hỷ đó, phải không? Pháp hỷ sung mãn. Cho nên ở đây mới nói á, cái này nó không có cái điều thú vị đó, mình đâu có tới đây làm chi. Mình học kinh, mình nghe pháp, mình tu hành, mình có cái gì nó hay đó, nó chuyển hóa được mình mới tu tiếp chứ. Hồi chiều này có một chú mới nói, con nhờ tu dữ lắm đó, tại vì hồi xưa con giận dễ lắm, dễ giận. Bây giờ con thấy con có tiến bộ. Nghĩa là con buồn chút rồi con hết rồi, mà lỡ có giận cũng nửa ngày thôi, không có hồi xưa nữa. Hồi xưa là giận một ngày, giận cả tháng, giận cả năm vậy. Bây giờ đỡ ghê lắm. Thành tựu quý vị mới thấy là đạo nếu không có cái điều thú vị, chúng ta đâu có đến để mà nương tựa. Quy y là nương tựa đó. Bây giờ ngài dẫn tích cái tiếp. Hoa lâm cảm hai cột theo hầu. Hoa lâm á, tức là Hoa Lâm thiền sư của đệ tử của ngài Bá Trượng, sư huynh của ngài Quy Sơn.
Ngày vào núi ngày tu mà có hai cọp theo hầu. Mà tức cười lắm. Sử kể là khi mà khách đến thăm ngài đó, mà gặp hai cọp thì sợ. Ngài biểu ra làm sao chơi đi, là hai cọp đi liền. Tức là mình khi mình tu đó, là mình cũng cảm hóa được cọp như vậy đó. Mà này đặt cho hai con cọp tên là một con là đại không, con tiểu không. Hoa Lâm cảm hóa hai cọp theo hầu, đầu tử có ba chim báo sáng. Đầu tử là cái tên núi, có hai vị thiền sư ở trên đó tu. Và sáng nào thì cũng có ba con chim tới báo thức. Thì nếu mình tu mình cảm hóa được chim muôn luôn. Hồi đó có một cái chú Phật tử, chú ở Vancouver. Thì chú có một cái thói quen là sáng nào chú cũng cho chim ăn. Mà nhiều khi gạo cũ mà để dành cho chim hết rồi thì chú cũng xuất tiền ra để chú mua bao gạo mới. Và ngày nào chú cũng cho chim ăn. Mà đặc biệt á, là sáng nào mà chú ngủ quên á, là bầy chim nó tới nó đậu ngay cửa sổ, nó mổ vô nó kêu. Đó là cái sự thật. Bây giờ chú đi xuất gia rồi. Đầu tử có ba chim báo sáng, lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cổ. Lý trưởng giả là ai? Tức là ông Lý Thông Huyền đời Đường. Khi mà ông ngồi xuống, ông viết sách, ông trích giảng kinh Hoa Nghiêm á, mà trong khi mà làm đến mức độ là thú vị quá, giống như là những cái ý tứ trong kinh nó đi ra và viết xuống đó, thì quên cả ăn luôn. Thì ở trên trời, thiên trù là gì biết không? Thiên trù là cái bếp của cõi trời á, lại đem thức ăn xuống dân. Thì ở Việt Nam mình á, chùa Hương á, có cái tên là chùa Thiên Trù, tức là cái bếp trời. Ở Việt Nam mình á, các chùa, cái nhà bếp người ta kêu là nhà trù. Thí dụ như nói để tôi đi xuống nhà trù bưng cơm lên, kêu nhà trù. Thì nói cái nhà trù tức là nhà bếp. Thì hồi nãy quý vị xúm lại chụp hình á, thì Pháp Hòa mới nói thôi giờ chụp cho quý cô nhà bếp một tấm. Xây qua gặp một cô đang nhai, thì Pháp Hòa mới đùa qua nói nhà bếp là nhép bà. Nhép bà là bà đang nhép. Lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cổ, tu bồ đề tỉnh tọa mà đế thích tung hoa. Ngày tu bồ đề á, là một trong 10 vị đệ tử lớn của Phật. Ngày tu bồ đề có một cái đặc biệt á, là ngài giải kinh Bát Nhã số 1, mà thường gọi là giải không đệ nhất. Tức là ngài giải những cái ý nghĩa mà của tánh không Bát Nhã rất hay. Thì có một hôm á, thì trời đế thích xuống để mà tán hoa cúng dường. Hỏi tại sao mà ông làm như vậy, thì vị đế thích mới nói rằng bởi vì tôi trọng ngài nói kinh Bát Nhã. Thì Bát Nhã là gì? Bát Nhã nghĩa là nói về cái không. Ngài tu bồ đề mới nói rằng á, tôi đâu có nói lời nào đâu, bởi vì Bát Nhã là cái lý không, mà dính theo một cái lời nào mình nói đó, tức là coi như thua. Thua đây có nghĩa là không phải hơn thua, có nghĩa là mình không có đúng với cái ý nghĩa. Cái thì ngài tu bồ đề nói tôi đâu có nói gì đâu. Cái đế thích nói dạ ngài không nói, tôi không nghe, vậy là chân Bát Nhã. Bát Nhã là nói không, mà không nói, ngài không có nói, tôi cũng chưa từng nghe. Bởi vì nghe, ngài chưa từng nói cho nên ngài không dính. Tôi nghe mà tôi cũng chưa từng, tôi nghe mà tôi không dính, coi như chưa từng nghe. Cho nên ngài mới nói ngài chưa từng nói, tôi cũng chưa từng nghe, vậy thì chúng ta nói Bát Nhã. Đó, ngài tu bồ đề giải không đệ nhất. Cho nên đế thích tung hoa, Đạt Ma một dép về tay. Quý vị nhớ ngài Đạt Ma phải không? Tổ Đạt Ma tức là tổ thứ 28 ở trong chư vị tổ đó. Thì theo như sự tích kể đó, thì ngài từ Ấn Độ ngài sang Trung Hoa, ngài truyền đạo ở núi Tung Sơn. Núi Tung Sơn tức là núi của Thiếu Lâm Tự á. Thì khi mà ngài mất á, người ta mới đem an táng ngài rồi. Thì 3 năm sau có một người lái buôn đi trên biển, gặp ngài đang quẩy một chiếc dép đi trên nước.
Ông trở về ông gánh cải vô chùa ông cúng dường. Người ta hỏi cư sĩ đi đâu lâu quá, nói dạ con đi làm ăn xa mới về. À cũng may trên đường về gặp ngài Đạt Ma. Người ta mới nói ông nói gì kỳ vậy, ngài tổ đã tịch 3 năm nay. Ông nói không, con nói thiệt mà con thấy tổ, con còn hỏi nữa, hỏi tổ đi đâu vậy. Tổ còn trả lời nó ta đi về Tây. Thì khi cái chuyện này đồn đến thì người ta mới mở nắp quan ra thì không còn thấy tổ trong đó mà thấy một chiếc dép còn lại thôi. Thì cái câu chuyện này đó, ý muốn nói đó, mình không biết thực hư nha, nhưng mà cái câu chuyện này người ta muốn nói rằng cái vị mà chân thật hành đạo đó, người ta đến không có muốn, đến cũng như đi không có lưu dấu vết. Quý hiểu ý không? Mà nếu mà có đi nữa, một tín vật gì để chúng ta nhận đấy mà tu thôi. Cho nên chân kinh là không có chữ. Nhưng mà bởi vì nếu mà không có chữ thì làm sao có cái gì để chúng ta nương mà chúng ta tu. Thì buộc lòng phải tìm kinh có chữ. Chứ cái chân thật của đạo thì không có chữ, không có chỗ để mà nói được. Mà ở đây ngài cũng dẫn Đạt Ma tôn giả, Đạt Ma một dép về tay. Cho nên người ta tụng cái bài mà cúng linh đó, người ta khai thị đó, trong đó có câu Đạt Ma tôn giả quẩy dép về tay, sanh mà không sanh Thích Ca Thế Tôn song lâm nhập diệt. Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Phải biết rằng người trời còn có luân hồi, ta là kẻ phàm thứ, làm gì không có sanh tử. Biết rằng Đạt Ma tôn giả còn quẩy dép về tay, ý nói là các tổ mà cũng phải có một ngày nào đó khuất bóng, phải không? Đức Thích Ca Mâu Ni còn phải nhập diệt ở chốn sông Lâm, tức là giữa rừng, cả hai cây Sa La Sông Thọ. Thích Ca Mâu Ni còn phải nhập diệt chốn sông Lâm. Nếu không hiểu được chỗ đó thì khổ lắm à. Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Hiểu cái gì? Hiểu rằng nên người trời còn có luân hồi, huống phàm thứ hả không sanh tử. Đó là một lời khai thị cho người mất. Mà nói tiếp, Phổ Hóa rung chuông bay bổng. Phổ Hóa này là một vị hòa thượng ở Trần Châu Đại Đường, đệ tử của ngài Bàn Sơn Bảo Tích. Thì một hôm ngài đi đến đâu thì ngài cũng nói với người ta rằng á, cho tôi một cái áo dài để mai tôi đi. Thì ngài Lâm Tế nghe xin cái áo dài, ngài Lâm Tế mới biểu các người đệ tử sắm cho ổng cái quan tài. Sắm cho cái quan tài rồi cái thì ngài mới đem ra chợ phía đông, ngài nói mai tôi đi. Dân làng súm lại, ngài nói ô xin lỗi tôi nói lộn, mốt tôi đi. Mà cứ ngày nào ông nói vậy cái người ta riết ta nghe, ngài nói riết ta chán quá, ta không thèm đi theo tiễn đưa gì nữa hết á. Rồi tới khi mà người ta không có tiễn đưa nữa, cái là ngài xách cái quan tài ra góc nào ở một cửa thành đó, ngài nằm vô trong đó, cái ngài nhờ người ta đậy nắp quan lại. Đậy nắp quan lại cái thì người ta mới đi báo lên, ta nói ngài Phổ Hóa tịch rồi. Thì dân chúng mới chạy lại mở nắp quan ra thì ngài không có trong đó, mà trong khi đó là tiếng chuông rung báo là ngài đã đi rồi. Cho nên mình qua cái câu chuyện này mới nói là những ý của ngài Trần Thế Tông muốn chứng minh cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta tu hành nó có những cái điều mà chúng ta bất khả tư nghị. Quý hiểu ý không? Bất khả tư nghị. Thì bất khả tư nghị này đó là như thế này. Hôm rồi có một cô Phật tử mới đây thôi, thì Pháp Hòa kể đại chúng nghe đó, mẹ của cô mà bị bán thân cả mười mấy năm, tay chân coi như là chết nửa bên người. Vậy mà khi mất rồi, đại chúng súng lại niệm Phật mấy tiếng đồng hồ sau, tự nhiên dở tay chân bà cụ lên, bẻ tới bẻ lui, dịu hoặc hết. Và cô qua cô hỏi là sao ngộ vậy. Pháp Hòa nói cái điều đó là cái điều bất khả tư nghị của cái lực của đại chúng. Giờ này mới nói là Phổ Hóa rung chuông bay bổng. La Hán tham thiền ở Ngưỡng Sơn Hòa Thượng. La Hán này là một vị tên là Quế Thâm, tu với Hòa Thượng Ngưỡng Sơn. Nhạc Đế Thọ Giới Đại Tư Thiền Sư. Nhạc Đế tức là một cái vị
nhạc sĩ mà coi như là nhạc trưởng, à nhạc trưởng của cõi trời. Ở đây mình có nhạc đế không ha? À, tối nay có chương trình mà nhạc đế mang đồ tới setup cho mình. Thì tức cười lắm, trong này mới kể là một hôm á, ông nhạc đế ổng mới đến thì ổng thấy hòa thượng đang ngồi thiền. Ông muốn làm cho hòa thượng khinh sợ rồi tránh ra để ông đi đó, mà hòa thượng ngồi thiền bất động. Ông thấy vậy ông mới là ông xin quy y. Thì sau khi quy y xong thì ông mới nói rằng bây giờ con được quy y rồi thì con thấy cũng thích quá. Thôi bây giờ hòa thượng biết không, để con xuống con hù dọa người ta để người ta lên chạy lên đây quy với hòa thượng. Ông mới nói không có được, chuyện tu hành là phải tùy tâm, đừng có hù dọa người ta. Tôi đâu phải thần thánh, tôi đâu phải là cần, nghĩa là đạo Phật không phải là cái chuyện như vậy. Đừng có hù dọa người ta để ta chạy, ta lì, ta hì hụp ta lại mình. Cái mới nói vậy bây giờ con có chuyện gì để con đền đáp ơn hòa thượng đây. Thì ngài đại tư mới nói thôi bây giờ vậy đi, ở trước của chùa tôi á, một bên á, thì cây nó héo queo à, thấy không, vậy mà xa tuốt ở dưới kia cây nó xanh. Thôi giờ ông chịu khó ông dời mấy cây khô này đi, ông cho mấy cây xanh tới. Thì sáng hôm sau chúng ra thấy cây trong chùa khô đi đâu hết trơn, cây xanh không. Tại đó qua những cái tích như vậy, kính sơn đến nay vẫn được Long Vương dân cúng, tức là ngài Cảnh Sơn đó. Tuyết phong từ trước hay khiến người gỗ mở rừng, đây là những cái tích nha, tức là ngài Tuyết Phong tu hành rồi cũng được những người thần ở trong rừng đó, giúp đỡ. Đó là những thể nghiệm nhân do, chớ tự sinh nghi mà lùi bước. Ngài mới nói rằng đừng có nghi ngờ, thấy không? Tôi nói đây là để mà cho các vị, khuyến khích các vị. Bây giờ ngài, đó là ngài dẫn nhân những con người nha. Bây giờ bắt đầu ngài nói tới con vật. Cáo đồng còn nghe pháp của Bách Trượng. Cáo đồng á, nghe pháp của Bách Trượng là qua một cái câu chuyện là một hôm ngài Bách Trượng đang ngồi thiền thì có một con chồn, con cáo nó đến. Thì con chồn hoang nó đến, nó mới nói dạ bạch hòa thượng, con hồi xưa con cũng là người tu, mà con lỡ con trả lời một câu nói nó không có đúng mà con đọa làm chồn 500 kiếp. Thì ngài Bách Trượng mới hỏi ông trả lời câu gì. Nói dạ người ta hỏi con là người tu hành có còn rơi vào nhân quả không, thì con trả lời không. Cho nên trả lời như vậy mà sai, con bị đọa. Thì ngài Bách Trượng mới nói vậy thì bây giờ ông hỏi ta đi, ta sẽ vì ông mà giải. Cái thì con cáo hỏi ngược lại, người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì ngài Bách Trượng mới trả lời là bất muội nhân quả, tức là người tu hành không còn mê lầm ở cái nhân quả. Thì Pháp Hòa nói cái chỗ này thêm chút để đại chúng hiểu, rồi mình cũng cái này nó cũng sắp tấn mình nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Cái người, người ta không có hiểu cái nhân, cái quả, thì người ta nghĩ rằng cái gì cũng tự nhiên. Tại sao trời bất công quá, phải không? Tại sao người kia đẹp tôi xấu, người kia hạnh phúc tôi đau khổ? Thì người ta vẫn vừa trả nghiệp nhưng người ta vừa đau khổ. Còn như chúng ta thì khác. Chúng ta là những người học Phật, chúng ta hiểu cái gì? Hiểu cái nhân quả, hiểu được cái nghiệp báo của mỗi người. Thì bây giờ cái chuyện gì nó đến mình vẫn trả mà mình không có bị đau khổ. Trả mà không đau khổ gọi là bất muội nhân quả. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như hôm rồi đó, có hai Phật tử ẵm một đứa con lên chùa, đứa con bị bệnh từ nhỏ đến lớn, mà hai vợ chồng không có đau khổ gì hết và biết rằng đây là cái việc hạnh nguyện của chúng con làm. Vì nó có duyên với tụi con làm cha mẹ nó, thì giờ tụi con hết lòng chăm sóc cho cháu. Đến khi nào cái duyên hết thì thôi, chứ không buồn phiền, không trách móc gì hết. Mà nhà ở rất xa, và mỗi lần đi xuống phố để mà khám bệnh, để mà đi bác sĩ rất cực. Nhưng mà hai vợ chồng vui vẻ chăm sóc cho con. Quý vị đó vẫn làm trong cái công việc gì? Bất muội nhân quả. Thì nhiều khi là cái nghiệp của nó là mang bệnh, nhưng mà cái nợ của mình. Còn không thì mình phải nghĩ làm sao? Mình hạnh Bồ Tát. Nếu mà ở một cái hoàn cảnh, một cái cặp vợ chồng nào đó không có hiểu đó, thì người ta đau khổ, người ta buồn phiền, người ta trách móc, thậm chí người ta bỏ rơi nữa. Còn chúng con không, làm hết lòng hết dạ. Cho nên những cái vị Bồ Tát như vậy có chứ không phải không. Là mình hiểu được cái đó, cho nên rồi mình là bất muội nhân quả.
Đọa làm chồn 500 kiếp đây là gì? Ý nói là khi mình nói sai, mình hiểu sai thì mình đau khổ dằn vặt. Chỉ đây thôi. Ốc văn hay bộ hộ ốc văn hay hộ kinh kim cương. Cái này kể là một cái tích đó, là có một cái người đó đi trên đường cầm quyển kinh Kim Cang thì lỡ tay rớt cái cuốn kinh Kim Cang xuống nước. Vậy mà con ốc á, cả hàng ngàn con ốc nó bu lại giữa quyển kinh đó và đưa cuốn kinh lại lên bờ, không có để quyển kinh bị chìm và cho cái người đó lượm lại được. 10.000 cá bơi nghe hiệu Phật hóa làm thiên tử. Ê, đây là nói một cái tích đó. Cá mà nghe kinh cũng có thể thoát kiếp. 500 dơi lượn nghe pháp đều đặng thánh hiền. Đây là cái chuyện 500 con dơi đó, nó nằm ở trong cái ống tre đó. Chư Tăng đang ngồi thuyết pháp á, rồi 500 con dơi này bu ở trong cái ống đó, ở lòng ống đó, nghe. Rồi trong khi mà nghe pháp như vậy đó, mê say thì Chư Tăng thì đốt củi để mà cho nó ấm lên đó, thì chụm nguyên cái ống đó vô trong cái lò lửa. Và 500 con dơi chết ở trong lò lửa, nhưng mà nhờ nghe pháp cho nên siêu thoát. Trăng nghe sám được sinh thiên. Cái này là nói đến cái tích của bà Hy Thị ở trong Lương Hoàng Sám đó. Quý vị nào mà nhớ thì biết là bà Hy Thị là bà chống bán đó. Bà sống không có được lành mạnh, cho nên khi bà mất đi, bà đọa làm con rắn. Đêm nào bà cũng rên rỉ cầu cứu với vua, và vua phải tập hợp các vị hòa thượng thời đó, cao tăng thời đó, để lập lên một cái đàn tràng sám hối cho bà. Thì quý vị biết á, là lúc đó, đó là thường thường là khi mà làm như vậy vì vua mà, vì hoàng hậu mà viết ra cái sám này, cho nên Chư Tăng mới bảo vua Lương Võ Đế phải quỳ ở phía trước đại diện cho bà mà lễ. Thì khi mà sám hối tới cái quyển thứ 5 giải tỏa oan nghiệp, thì trên không trung bà mới lễ tạ Chư Tăng và cảm ơn Chư Tăng đã vì bà mà sám hối, bà đã thoát nghiệp. Và kể từ đó chúng ta mới có cái lệ là biểu gia chủ ra đứng ở giữa, rồi mình đứng hai bên mình tụng kinh đó. Là từ đó là mình có cái sau này là bắt đầu từ cái phong tục đó, rồi chúng ta mới biểu gia chủ ra quỳ thế cho hương linh đó, để mà lễ Phật nghe kinh. Rồng nghe kinh mà ngộ đạo. Cái này nói tới cái tích của Long Nữ ở trong kinh Pháp Hoa đó. Vậy còn hay lãnh vậy kia vật kia vẫn còn hay lãnh ngộ, nửa người sao chẳng hồi tâm. Con vật mà còn lãnh ngộ pháp, huống chi người không có chịu hồi tâm. Hoặc có kẻ vùi đầu ăn uống mà một đời mà uổng một đời, hoặc có kẻ lầm lối tu hành mà không xét lại. Hay đâu bồ đề tánh giác ai nấy viên thành, sao biết bát nhã căn lành người người đầy đủ. Hỏi chi đại ẩn tiểu ẩn, chẳng kể tại gia xuất gia. Mình hôm trước hồi sáng này mình có nói gì đại ẩn với tiểu ẩn đó. Người tiểu ẩn là lên rừng lên núi, còn người đại ẩn là ngay phố thị mà vẫn bình an. Không nề tăng tục, cốt ở cái bản tâm. Thấy không? Người tăng, người tục, người cư sĩ tại gia tu được hết, cái quan trọng là cái tâm. Để nói tới cái này Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe. Thường thường á, mình có sợ, xin lỗi, mình có sợ hai chữ quan tài không? Sợ không? Không thích đâu. Nghe cái chữ đó là sao mình thích được. Vậy mà bây giờ ở bên Trung Quốc á, họ chế ra một cái quan tài bằng đá, nó khoảng chừng gang tay thôi. Thì cái bữa nọ Pháp Hòa đi vô trong một cái hoa tiệm bán tượng Phật á, bán tượng Phật, bán chuỗi, thì Pháp Hòa đi ngang ngó vô thì thấy họ trưng một cái quan tài họ bán. Pháp Hòa mới nhìn thấy giống cái quan tài, mình sợ mình nhìn lầm, mình mới cầm cái quan tài lên mình coi. Thì mới thấy trên cái nắp quan tài nó để bốn chữ là thăng quan phát tài. Thì mình mới thấy lạ, sao thăng quan phát tài. Pháp Hòa mới đứng một 5-7 phút sau, Pháp Hòa mới vỗ cái đầu cái bóp. Pháp Hòa nói cái chữ quan tài mà họ tách chữ. Chữ quan á là thăng quan, chữ tài là phát tài, mà đẩy cái nắp ra là thăng quan phát tài. Pháp Hòa mới kêu bà chủ lại, Pháp Hòa hỏi cái này thiệt vậy không. Bà mới nói người ta nghĩ ra người ta làm vậy.
Thì Pháp Hòa mới ra tới cửa, Pháp Hòa mới nói: vậy thì Phật nói đâu có sai, nhất thiết duy tâm tạo. Hồi xưa mình sợ cái hai chữ quan tài gần chết, vậy mà bây giờ đó, không, người ta cũng có thể nghĩ ra, người ta lắp ráp làm sao mà để thành ra hai chữ thăng, bốn chữ thăng quan phát tài. Quý thấy điều đó không? Cho nên cái đó là do tâm con người mình tạo à. À, mình muốn sao là nó ra như vậy à. Thấy không? Thành thử ra mình muốn gia đình mình hạnh phúc thì mình sẽ tìm cách mình sống sao, mình làm sao gia đình hạnh phúc. Mà mình muốn gia đình mình không hạnh phúc thì cũng có cách. Cho nên là dí dầu tình bậu muốn thôi mà, thì tự nhiên bạn sẽ nghĩ ra cái cách là để bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Đời nó vậy thôi. Thấy không? Thì ở đây á, mới nói rằng á, không nề tăng tục, chỉ cốt biện tâm, tức là chỉ cốt ở cái bản tâm. Vốn không trai gái, chẳng nên trước tướng. Mình không có nên trước tướng. Người chưa từng, người chưa tường, còn chia tam giáo, liễu được thấu điều ngộ nhất tâm. Người không có hiểu á, chưa tường đó, chưa tường tận thì còn chia ra đạo này đạo nọ, phải không? Nhưng mà hiểu được tường tận rồi, không có đạo nào rời khỏi cái tâm. Bởi cho nên Ngài mới nói đó, cái câu này để Ngài xác định cái điều mà Ngài nói trên là gì. Ngày hôm qua Ngài mới dạy chúng ta đó, ở đời này vàng bạc là quý, nhưng không quý bằng thân. Rồi đem thân, dù thân có quý nhưng không quý bằng cái đạo. Đạo đây là đạo gì? Không phải chỉ cho cái đạo Phật, phải không? Mà cái đạo này là cái đạo chí đạo, cái đạo tuyệt vời mà không có ngôn từ để diễn đạt. Chúng ta sống như thế nào để chúng ta trọn đạo với nhau, cái đạo đó đó. Cho nên đạo gì cũng đạo, đạo gì cũng cần biết, mà có ai tránh khó thoát được cái chỗ đạo làm người không? Thấy không? Mình sống mà mình đối xử tốt với nhau. Cho nên anh có nói đạo gì không cần biết, nhưng mà anh thiếu cái đạo đó thì anh chưa thực hiện đạo nào được hết. Cho nên Ngài mới nói, người không tường còn chia tam giáo, liễu được thấu điều ngộ nhất tâm. Ở cái chỗ nhất tâm thôi, tâm mà nhất, phải không? Thành thử khi mình chắp tay là vậy đó, ý nghĩa chắp tay là vậy, đem hết tất cả hợp là thành một, gọi là nhất tâm. Nếu hay chiếu sáng rọi về, đều thấy tánh thành Phật. Lại nữa, thân người dễ mất, Phật pháp thì khó nghe. Đúng không? Thân này thì dễ mất, nhưng Phật pháp đâu phải dễ nghe. Phật pháp khó nghe. Tại sao khó? Bây giờ băng dĩa quá trời nè, phải không? Bây giờ lên internet bấm bao nhiêu bài giảng cũng có nè, kinh sách ta in người ta cho quá trời nè, đâu có gì khó. Mà tại sao đây nó là Phật pháp khó nghe? Khó là như thế này: nhiều thì nhiều thật, nhưng mà nghe không có lọt tai. Mà nghe không lọt tai lấy gì gần không khó, có phải không? Cho nên á, nhiều khi á, mình thấy mình tu vậy đó, chưa chắc mình khuyên người nhà mình tu được à. Nhiều khi mình đi chùa mình hiểu rất nhiều, nhưng mà người nhà mình khuyên không được. Tại sao vậy? Tại vì người ta không thể nghe được những cái đó. Có thậm chí có nhiều vị vừa buồn quá muốn nghe một cuồng băng, mà vừa bấm cuồng băng thuyết pháp lên mà nghe một vị thầy mà niệm Nam Mô Bổn Sư thôi là tắt liền. Trời, nghe rùng rợn quá. Thì người ta mới nói thôi ráng đi, ráng qua khỏi ba câu niệm Phật đó rồi sẽ nghe cái nói, chứ không có tụng nữa đâu. Nà vậy hả? Thôi để tôi ngồi tôi trân người, tôi chịu ra ba câu niệm Phật này rồi qua. Quý vị thấy không? Ba câu thôi đâu phải dễ nghe. Nhưng mà nếu mà vượt được cái đó rồi thì mình mới liễu được, mình mới thấy được cái nhiệm màu của nó. Ở đây cũng vậy. Thì chúng ta làm cái gì cũng vậy, có những cái nó rất là khó, nhưng chúng ta cố gắng. Muốn vượt sáu ngã mãi xoay tròn, chỉ có nhất thừa là đường tắt. Nhất thừa là Phật thừa thôi. Nên tìm chánh kiến, chớ tin tà sư. Phải tìm cái chánh kiến mà đi, đừng có tin tà sư. Ngộ được chính là chỗ vào, làm xong mới hay thoát tục. Hay quá. Mình ngộ được á, chỉ mới có vào cửa thôi nha. Giống như bây giờ quý vị mà hiểu đạo, quý vị đi chùa mới vô cửa chùa thôi, mới tới cửa thôi. Rồi ngộ được chính là chỗ vào, làm xong mới hay thoát tục. Bước bước đạp lên đất thật,
đầu đầu mang đội hư không. Cái câu này Ngài mới nói rằng á, lúc nào mình cũng sống trong cái tỉnh thức, tức là mỗi bước của mình đi trên đất thật. Đầu của mình lúc nào mà chẳng đội hư không, đầu đầu đội đội, đầu đầu mang đội hư không. Khi dùng thời muôn cảnh đều phô, thu lại thời mãi mãi hết sạch. Câu này đó mình phải hiểu như thế này. Khi mà mình dụng cái tâm đúng á, không có từ một cái phương tiện nào hết. Phương tiện nào có thể làm lợi cho mình, cho người, làm việc độ sanh là phải làm. Nhưng mà khi mà xong xuôi là buông xả, không dính. Đó, cái câu này mình phải hiểu vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Thí dụ như bây giờ á, cái Tết, thật ra thì trong chùa mình không có chuyện tổ chức Tết. Nhưng mà vì cái Tết là cái Tết của dân tộc, chúng ta là dân tộc Việt Nam thì chúng ta phải ăn mừng cái ngày Tết dân tộc. Chùa thì là chùa thiệt, nhưng mà chùa mà đạo mà không có dân tộc thì làm sao đạo sống với ai? Chứ phải có dân tộc, phải có tình tự dân tộc, cho nên chùa tổ chức Tết. Rồi bây giờ mình cũng theo thế gian. À, theo thế gian là lì xì phát lộc, rồi thậm chí cho người ta một câu khuyên răn gì đó. Đó, khi dùng thì muôn cảnh đều dùng, đều phố. Nhưng mà thu lại thì mãi trần chẳng nhiễm. Xong rồi không có dính mắc gì hết. Không có nói cho anh đó đó, bữa hôm có Tết tôi lên, ảnh lên chùa tôi tặng chảnh trái quýt, cái bao lì xì đó. Bữa nay ảnh nhìn tôi không chào ta. Thí dụ vậy đó, ta mình buồn ta rồi. Rồi bữa hôm á, tôi nhớ ảnh có tới mùng 1, cái bữa mùng 1 á, tôi để dành cho ảnh khúc bánh chưng á. Bữa nay ảnh nhìn tôi nó ngó lơ á. Coi, giấu đồ ăn, không cho tôi ăn nè. Thí dụ vậy, mình buồn. Chứ phải hiểu rằng, cái tâm của mình mà đi ra làm Phật sự rồi, phải làm bằng cái tâm đó. Khi cần dùng, làm hết tất cả, nhưng cần buông, cứ buông, không dính một mãi trần. Chỗ này chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là thực tế lý địa, bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. Đến cái chỗ đất thật, một mãi trần cũng không dính. Mà nếu mà nói cái chỗ vạn hạnh để mà làm, không từ nan việc gì hết. Cho nên rồi mình phải làm cơm, mình phải nấu nước, mình làm tất cả những công việc mà để cho người ta đến chùa mà ta cảm thấy ấm lòng trong những ngày Tết. Mà đặc biệt là chúng ta là những người xa quê, mà thật sự là mình không về chùa đó nha, mình không thấy không khí Tết đúng không? À, ở nhà thì bất quá chưng cái quýt, cái bưởi rồi chút hương hoa gì thôi, nhưng mà cái không khí Tết không bằng ở trong chùa. À, trong chùa không khí Tết nó có. Cho nên cái câu này rất hay. Khi dùng thì muôn cảnh điều phô, thu lại thời mãi trần hết sạch. Vượt lên chỗ tương quan sanh tử, thấu tới cơ khó thấu quỷ thần. Mình mà vượt lên cái chỗ này rồi, cái chuyện sanh tử không tương can. Sanh cũng được, tử cũng được. Tại sao? Vì bây giờ mình hiểu rất rõ sống ha, là mình đã làm hết tất cả rồi. Còn cái chuyện sống chết là ai mà chẳng đi qua, chuyện sanh tử ai mà chẳng sanh tử. Cái chỗ đó đó làm sao mà quỷ thần có thể hiểu thấu. À, cho nên đó, quý vị biết không, mình mà không có khởi vọng tưởng, quỷ thần đâu có đọc được vọng tưởng của mình. Cho nên ta nhìn mình ta nói ồ anh này á, đang về vậy đó, mình nói trời ông này ông linh quá, ông hay quá, không có gì linh hết á. Mình khởi cái vọng tưởng mà người ta mà ta cao hơn mình chút ta thấy được mình hết á. Cần chi làm bói toán, thí dụ người nào mà học tâm lý nhiều coi. Họ nhìn mình, họ cái cách mình nhìn, cách mình nói, họ biết mình đang nghĩ gì đó. Họ nói đúng khóc à. Cái anh nói trời ông này chắc bụng có biết coi bói à, không có đâu. Không. Chờ ở cái chỗ này ngày mới nói đó. Thấu tới cơ khó thấu hiểu quỷ, thấu hiểu quỷ thần là vậy. Là phàm là thánh cùng một đường, là oán là thân cùng chung lỗ mũi. Ở trong nhà thiền hay dùng cái lỗ mũi để mà chứng nhận cho mọi người có cái đó giống nhau. Như nhau dọc lỗ mũi ngang cái chân mày, ta hay nói vậy đó. Như nhau dọc mũi ngang mày, nhưng mà hai cái tâm nó khác rồi nha. Tâm phàm tâm thánh cả hai chẳng đồng. Về cái hình tướng là giống nhau, thật sự ai cũng có thể giác ngộ giống nhau. Giống như là ngang cái chân mày, dọc cái lỗ mũi vậy. Nhưng mà cái người khởi tâm vọng, người khởi tâm chân nó khác. Thí dụ giờ nè, vô ngồi đây. Đó, đồng ngồi đây. Nhưng mà ai khởi tâm gì, mỗi tâm nó khác hết.
Người khởi tâm tham, người khởi tâm sân, người khởi tâm si, người khởi tâm nghi, người khởi tâm thích, tâm ghét, tâm gì nó khác hết. Thật ngộ như thế còn trễ nửa đường. Cái câu này mình phải để ý nha. Hiểu như vậy đó mà đối với ngài, ngài nó mới có nửa đường rồi mấy ông ơi. Đối với mình là coi như là quá chừng quá đất rồi phải không? Mà ngài nói hiểu tới đó còn mới nửa đường. Đừng nói tới hướng thượng tam huyền, ngưng nói hướng thượng tam huyền. Hướng thượng tâm huyền tức là đây là cái yếu chỉ của tông lâm tế để mà chứng ngộ cho người đó. Thời giờ ngài biểu đừng nói, mình cũng sẽ không nói. Nhưng mà ngài mới nói như thầy, cần rõ một câu rốt sao. Và ngài kết thúc cái câu này rất hay. Hãy nói, tức là hiện nay gọi cái gì là một bước sao chót. Ngài dẫn hai câu thơ. Non xanh thoi thoải nhìn trời rộng, sen biết ngạt ngào đượm mùi hương. Có người dịch là non xanh chốn ấy nhìn trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Hai câu này để mà kết thúc và để cho ngài mới nói xác định với chúng ta một điều như thế này. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Thí dụ như bây giờ mình đứng ở dưới đây, mình nhìn lên núi, mình thấy núi cao, mình thấy hoặc là mình đứng bên núi bên này, mình thấy núi bên kia chập trùng cái mờ, cái sương khói mây. Nhưng mà khi lên tới đỉnh núi rồi mình thấy cái gì? Mình thấy bầu trời mênh mông bát ngát, sen mọc ở dưới bùn á, mọc vượt khỏi bùn, thì chúng ta mới thấy sen thôi, mới thấy hoa thôi. Nhưng một khi hoa sen nở rồi thì chúng ta mới ngửi được cái mùi thơm của hoa sen. Cũng giống như vậy, cái gì mà chúng ta học, chúng ta hiểu mới có hiểu thôi. Giống như mới thấy hoa thôi, giống như mới thấy núi thôi. Khi nào mà đứng trên đỉnh núi thì chúng ta mới thấy núi sao chập trùng mênh mông bát ngát. Khi nào sen nở rồi chúng ta mới ngửi được mùi thơm của hoa sen. Cũng vậy, người tu của chúng ta, người đệ tử chúng ta có học bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta không có hành những gì chúng ta học thì mãi mãi chúng ta chỉ là người thấy cái gì? Thấy núi, thấy hoa, mà không ngửi được mùi hoa, không tận hưởng được bầu trời trong xanh bát ngát. Đó là cái ngài muốn nói. Ngài nói mình có thấy cái gì đi nữa, mới thấy cái gì? Thấy có nửa đường thôi. Bây giờ phải nói một câu cho trọn. Hãy nói, tức là ngay hiện nay cái gì gọi là một bước sau cùng. Một bước sau cùng là gì? Bước lên cái núi đó để thấy bát ngát trời xanh, nở toạt cái hoa ra để ngửi được mùi thơm bát ngát của nó. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên á, bây giờ này ngài mới nói nè, giống như nãy Pháp Hòa nói á, mình ở dưới miệng giếng, mình thấy trời bằng miệng giếng thôi. Chỉ khi nào mình nhảy vượt khỏi cái miệng giếng đó, mình mới thấy được bầu trời bát ngát. Cũng như vậy đó. Khi nào mình vượt qua được những cái khó khăn, những cái chướng ngại trong đời, chừng đó mình mới thấm nhuần được cái đạo vị trong đời. Thì xin thưa với đại chúng là bây giờ mà kêu Pháp Hòa nghe lại mấy cái băng mà Pháp Hòa nói cách đây chừng 5-10 năm trước là Pháp Hòa mắc cỡ lắm, mà không dám nghe đâu. Thật sự là vậy. Biết tại sao? Hồi xưa mình nói theo cái kiểu một người hăng của tuổi 20 mấy, là giống như mình mới vừa ra đó, cuộc đời mình nó chưa có đụng chạm, nó chưa có gì hết trơn á. Cho nên mình nói bất kể trời đất, mình nói không kiên vị. Nhưng mà sau 10 năm mình có ứng dụng những gì mình tu, mình học và mình va chạm rồi, thì 10 năm sau mình nói nó khác. Quý vị có đồng ý điều đó không? Mình cũng vậy thôi. Hồi mình mà mới qua đây đó ha, mình đi làm được job tốt ha, mình có tiền có bạc á, trời ơi, mình coi mọi người ai, mình như bây giờ biết tiếng Anh giỏi nhất ha. Mình nói tiếng Anh như gió. Nhưng mà khi mà bây giờ mình chạm phải nhiều thứ rồi, bây giờ mình thấy con cái mình nó nói tiếng Anh, nó học hành, thì mình thấy cái của mình so với những đứa nhỏ bây giờ, so với những gì chúng ta làm được, không có gì hết.
cái đó đó không, cái đó không phải là chúng ta, không phải là mình, không phải là mình dở, nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì mỗi con người chúng ta nó có cái mức. Khi mà chúng ta tới cái điểm đó, chúng ta thấy tới đó rồi chúng ta nói tới đó. Mà nói bất kể. Mà giống cái kiểu mà sách dạy sao là mình ra mình nói y chang, mà nói không kiêng nể ai, nói đụng tới mình nó, tôi nói chân lý mà tôi đâu có nói sai. Phải không? Nhưng mà sau khi mình đụng chạm, mình có nhiều cái vấp ngã rồi thì mình mới thấy. Con người mặc đầu mình nó có cái điềm đạm, nó có cái trầm tĩnh, nó có cái chững chạc hơn. Điều đó rất đúng. Cho bây giờ mà kêu Pháp Hòa mà nghe lại những cái băng trước, nhiều khi thậm chí giờ Pháp Hòa muốn nói với cô thôi bỏ đi, đừng có đem mấy cái dĩa ra nữa. Ghê lắm. Người ta nghe mấy cái dĩa ta cười chết đó. Người ta đánh giá đó. Phải không? Mình cảm thấy hồi xưa mà mình bắt đầu ra nói chuyện hồi đó mình 17 tuổi. Ra mà giờ hướng dẫn khóa tu rồi nói rỉ rả là từ 17 tuổi. Mà đến khi mà 20 tuổi, 21, 22 tuổi là lúc đó là thời điểm mà giống như là con diều mà đang gặp gió. Mà nói bất kể. Nhưng mà bây giờ hơn cái tuổi 30 rồi á, Pháp Hòa có cái mà thật sự là mình phải nói là nếu mình không có nếm được pháp vị, mình đâu có tu tới ngày nay. Cho nên mình có nếm được pháp vị, cho nên mình mới tu đến ngày nay. Và mình nói những gì mình học đó, mình học những gì mình nói nữa đó. Cho có vị mới nói chờ thầy bây giờ là giáo thọ. Nói dạ không, em chỉ xin thọ giáo thôi, chứ không dám làm giáo thọ, mà chỉ xin được làm người thọ giáo. Thì bây giờ mình nói mình có cái chừng mực hơn. Dĩ nhiên người ta nói gì, đa ngôn là đa quá. Điều đó rất đúng, nói nhiều là phạm lỗi nhiều. Thấy không? Nhưng mà khi mình có cái trầm tĩnh rồi, cái phần trăm mà để chúng ta phạm lỗi lầm á, nó có bớt hơn ngày xưa. Ngày xưa là nói bất kể, mình cứ nghĩ mình nói chân lý thôi. Mình cứ đứng ra mình quảng cáo thuốc thôi, mình không cần biết ở dưới người ta đang cảm giác gì về cái người bán thuốc. Đúng không? Mình là như vậy. Cho nên hai câu này Ngài mới nói với chúng ta. Những cái gì mà chúng ta thấy được á, chỉ mới nửa đường thôi. Cho nên cái câu này mà Ngài mới nói rồi đó, Pháp Hòa mới nói đúng như vậy. Những cái gì mà chúng ta hiểu biết ngày xưa nó mới nửa đường thôi. Dĩ nhiên bây giờ nó cũng chưa tới hết đường đâu, nhưng mà nó có cái tiến bộ hơn ngày xưa được chục chút, coi như là phần ba. Quý vị thấy được điều đó ha. Cho mình học hai câu này của Ngài. Non xanh, non xanh thôi thổi nhìn trời rộng, sen biết ngạt ngào đượm mùi thơm. Mình có tu rồi á, tự nhiên mình mới lan tỏa được cái hương đó. Còn không chỉ có cái hình tướng thôi. Ngày nào cũng mặc áo tràng, đeo sâu chuỗi, cầm hương, thỉnh mỏ, thỉnh chuông, tụng vanh vách. Nhưng mà xong rồi là xếp áo cà sa, khoác chiến bào. Coi như ai chọc thế mình thì mình cũng y chang. Thì ta nói mình sao? Ồ, thì ra anh chỉ mới là hoa sen thôi. Anh chưa tỏa hương sen. Bây giờ làm sao tỏa được hương sen? Thì bây giờ tóm lại, cái bài này Ngài dạy chúng ta như thế này. Thứ nhất á, là Ngài muốn hướng dẫn chúng ta phải phát tâm bồ đề, hướng tâm tới chỗ cao thượng. Thì bây giờ Ngài mới đem ra Ngài cái ví dụ. Đầu tiên mình hướng tâm tới vàng bạc. Nhưng khi mình hướng tâm tới vàng bạc rồi, mình mới thấy vàng bạc không quý hơn thân. Rồi khi hướng về thân thì chúng ta thấy thân không quý bằng đạo. Phải không? Rồi Ngài mới dẫn chứng cho chúng ta thấy rằng tại sao đạo quý. Bởi vì từ xưa tới nay những thánh hiền, những thiền sư, những quan văn, người ta cũng thấy cái đạo quý, cho nên người ta mới tới học hỏi, người ta mới đến, người ta nghiên cứu để người ta tu hành. Đó, Ngài dẫn các vị. Rồi cuối cùng Ngài dẫn ai? Ngài dẫn tới những con chồn, con ốc, vân vân, để Ngài nói lên đến con vật nó cũng quý cái đạo. Quý vị nhớ con sư tử trọng pháp không? Có một vị thầy ngồi trong rừng thuyết pháp, ngày nào con sư tử cũng tới nghe. Rồi có một ông vua cũng loan truyền lên, ông nói rằng ở trong rừng ta nghe có một con sư tử bộ lông nó đẹp lắm, ai lấy được cái bộ lông nó đem về trẫm thưởng. Thì bữa đó cái anh chàng mà thợ săn á, lấy áo cà sa mặc vô giả làm một vị sư, con sư tử ngồi đó đến nghe pháp. Lúc đó anh mới lấy cái dao, anh giết con sư tử đó. Mà con sư tử định vồ đến để mà giết cái người đó, nhưng mà trên người đó mặc cái áo cà sa của một vị thầy không nở, cho nên cuối cùng con sư tử chết. Đó,
qua cái câu chuyện là con sư tử trọng Pháp. Nghĩa là đến độ những con thú mà nó còn quý trọng Phật Pháp đến như vậy. Rồi cuối cùng á, Ngài nói với chúng ta, nếu chúng ta không hồi quang để mà phản chiếu thì chúng ta không thấy được cái độ mà chúng ta đã đi xa tới cỡ nào. Ngày xưa mình chưa bao giờ mình bước đi, bây giờ đó, xin thưa là tất cả chúng ta đi được nửa đường rồi đó. Có nghĩa là chúng ta đã hiểu đạo, phải không? Và bây giờ chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang tu đạo để từ từ chúng ta chứng đạo. Mà khi chứng đạo là hoa sen nở, phải không? Non xanh chốn ấy nhìn trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Thôi thì hôm nay qua cái bài học này, xin thưa là Ngài Trần Thái Tông muốn nhắc nhở chúng ta là phải phát tâm vô thượng, phải không? Khi mà phát tâm vô thượng được rồi thì chúng ta cuộc đời mình chỉ bằng hai câu thơ kết thúc thôi: non xanh chốn ấy nhìn trời rộng, sen đỏ nở rồi ngát mùi thơm. Xin chúc cho đại chúng có một năm mới này tinh tấn, để chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng làm cho những đóa sen nó nở ra, để nó ngát hương trong gia đình của mình, trong đạo tràng của mình, và lan rộng cho ngoài xã hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.